6 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam. Mỗi buổi sáng giấc nhàn dùng cơm với đại chúng xong và có chia sẻ bằng sao của Tổ sư Ông Hoàng và phát trực tiếp trên trang web của đường thọ.vn, trên Facebook, YouTube. Mọi người nếu có thời gian được cố gắng học cái bộ văn sao của Tổ sư Ông Hoàng. Bộ sách này được xem như là một bộ sách mà Ngài Hoàng Nhất là một vị pháp sư lỗi lạc thời Ấn Tổ. Ngài có khen là đây là bộ sách duy nhất trong 300 năm trở lại rất hoàn hảo về giáo dục gia đình, về giáo dục cổ thánh tiên hiền, về giáo dục nhân quả và về giáo dục để liễu sanh thoát tử. Đó là Ngài nói về pháp môn Tịnh Độ. Thì chúng tôi in cái bộ sách giáo dục gia đình với lại bản thân tiết dục gần 10.000 bộ. Cái số tiền kinh phí của Pháp hội mình coi như tập trung in cái bộ sách này. Vì vậy cho nên những người Phật tử nếu ở xa không thỉnh được, hiện tại giờ cũng như bên Mỹ, một số các vị Phật tử lúc trước chúng tôi qua San Jose để mở pháp hội, những người ở các tiểu bang lân cận họ bay tới, hầu như 13-14 cái tiểu bang họ đều xem. Ví dụ như Chicago thì bây giờ là 6 giờ rưỡi chiều, Cali thì 4 giờ rưỡi. Hầu như là ngày nào họ cũng xem, nhất là trong lúc này bên Mỹ vẫn còn dịch bệnh và vẫn còn có người chết, mỗi ngày vẫn có người chết. Họ vẫn chưa đi làm, có một số chỗ đi làm cho nên thành ra họ theo dõi cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Cho nên mong đại chúng buổi sáng có những lúc chúng tôi giảng đến 7 rưỡi một tiếng, nhưng mà có lúc không đủ thời gian cho nên tăng lên một tiếng rưỡi đến 8 giờ. Thì gần như là cái pháp duyên mà 2 năm nay, cái pháp duyên mà từ năm 2007 bắt đầu chúng tôi mở pháp hội thì gần như là 2013 năm sau mới rộ lên cái pháp môn Tịnh Độ tại Tịnh Thất Quan Âm mình, cũng như là chúng tôi giới thiệu về lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không. Nhưng mà dạo gần lại đây thì chúng tôi giới thiệu Tổ sư Ấn Quang vì bộ sách này giáo dục cho mình từ cái căn bản. Nếu mà bỏ cái căn bản, cái nền tảng mà mình bước lên cao, mình sẽ bị trở ngại thất bại. Vậy cho nên thành ra bộ sách văn sao này tương đối là giá trị quan trọng. Vậy cho nên thành ra thì cái việc mà học đó thì chúng tôi nghĩ phải học liên tục, mỗi ngày phải học. Cũng như quý vị là người học trò ngoài trường đời, quý vị bỏ học khoảng vài tuần là quý vị không theo bài vở kịp của bạn mình, đúng không? Không theo kịp. Và thầy dạy mình cũng không hiểu được, mất cái khoảng bài đó.
trường thi họ ra họ cho mình cái thời gian mà mình nghỉ mà ra bài để thi thì mình bị thi trượt, mất mất điểm ở lại lớp. Cũng vậy, mình học Phật pháp cũng phải học mỗi ngày liên tục, không cho gián đoạn. Thì chúng tôi nghĩ cái bộ văn sao này quý vị phải học đến 3.000 giờ. 3.000 giờ. Ít nhất thì cũng phải 5-6 năm trời. Vậy cho nên thành ra hôm bữa giờ thì chúng tôi dạy được khoảng 100 giờ. Hơn 2 tháng nay thì chúng tôi nghĩ tính giờ mà tính số lượng trăm thì đối với bọn phàm phu chúng ta cũng chưa có thể mà chuyển phàm thành thánh và chuyển người ác thành người hiền được. Đó là những người mà học liên tục, không bỏ buổi học của chúng tôi dạy đó, của chúng tôi chia sẻ đó. Chứ còn nếu mà chúng ta bỏ học có bữa không thì khó thành tựu. Chúng tôi nhắc như vậy để cho anh em huynh đệ trên tinh thất cũng như mọi người trên toàn thế giới cố gắng học. Chúng tôi với quý vị cùng là người học trò của Tổ sư Ấn Quang thôi. Thành ra thì chúng tôi đi trước, chúng tôi thấy cái bộ sách này nó có giá trị, cho nên chúng tôi phổ biến cho anh em huynh đệ, mọi người nếu mà thấy thích thì nên học. Tại vì con người ở trong cõi này nếu không học là không biết. Cha mẹ mình sanh ra không cho mình đi học mẫu giáo lớp 1, lớp 2, lớp 10, lớp 12 thì không biết chữ, không biết làm toán, người dốt chữ, mù chữ. Học thánh hiền cũng vậy. Nếu không học thì không biết đâu là lời của thánh hiền dạy và không biết đâu để làm. Làm theo cái kiểu phàm tục của mình thì cứ chướng ngại hoài. Nó là như vậy. Điều này đại chúng lắng nghe cái chỗ này chỗ thâm sâu, khỏi ghi cũng được. Tổ sư Ấn Quang dạy lắng nghe. Con người mình có Phật tánh. Phật là chúng sanh đã thành Phật. Vô lượng đời kiếp Phật cũng là chúng sanh như mình. Nhưng mà do Ngài bội trần quay lại với cái trần lao phiền não, nghiệp chướng xấu xa, sát trộm dâm dối, hợp lại với tánh đích, tánh giác. Và Ngài khai triển tu cho tột cùng cái tánh giác và tánh đức này. Và tánh giác và tánh đức này được tu đạt đến một cái, đó là tự lợi lợi tha. Đó là phước báu viên mãn. Tự lợi lợi tha tức là lợi mình và lợi người, lợi vật viên mãn. Thì đây gọi là phước báu viên mãn. Muốn có phước báu thì chỉ có lợi người, lợi vật. Không hại người, hại vật. Họ lợi người lợi vật đến tột cùng của cái việc lợi này, gọi là phước báu viên mãn. Rồi cái tự giác tức là cái trí tuệ của Ngài được khai triển đến tột cùng trọn vẹn là tự giác, là giác tha. Ngài đem cái giác tha đó làm lợi ích chúng sanh. Khai triển tột cùng của tự giác đó là chứng A-la-hán. Mà khai triển tột cùng của giác tha đó là bắt đầu bước lên quả vị Bồ-Tát. Chỗ này cái chỗ thâm sâu mà mình nghe mình thấy tưởng chừng rất là lạ lùng. Đối với bọn phàm phu chúng ta thấy lạ lùng lắm, mới nghe và nghe thấy không có hiểu nổi. Nhưng mà cái điều này là sự thực. Thì Phật là lưỡng túc tôn, lưỡng là hai, túc là đầy đủ, tôn là tôn quý. Tôn quý đó là phước đức và trí tuệ. Phước đức đó là làm lợi ích cho tột cùng chúng sanh. Cho nên trong kinh nói như vậy mình thấy mới kinh khủng. Trong tam thiên đại thiên thế giới là cõi của mình, là các nước trên thế giới luôn á. Chỉ là một hạt cát, là một vì sao trong nhiều vì sao. Mà trên bầu trời có bao nhiêu vì sao thì có bao nhiêu tinh cầu của thế giới. Nhưng mà không có tinh cầu nào mà Ngài không bỏ thân Ngài. Không có cái tinh cầu nào mà không có thân của Ngài để bố thí cúng dường trong đó. Đầu, mắt, tỉ, não, tất tần tật là xin cái gì Ngài cho con cái đó. Cho nên lợi lạc chúng sanh thì Ngài mới gọi là tột cùng của tự lợi lợi tha, là phước báu viên mãn. Ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn tâm của mình và bọn phàm phu chúng ta không làm được vào bội giác, là quay lại với tánh đức là tánh giác, hợp với trần lao phiền não tạo ra những nghiệp xấu ác, khởi lên tham sân si mạn nghi. Đó là tư hoặc tư dục mỗi con người đều có sẵn. Rồi tạo, cái đó là khởi niệm, rồi tạo sát trộm dâm dối. Nhưng mà mình không nhìn thấu được cái chuyện sát trộm dâm dối. Như sát sanh mình nghĩ bình thường thôi.
ra mua thịt bình thường, giết con thú bình thường, đâu có hiện tại đâu có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà có vấn đề xảy ra. Cổ Thánh Tiên Hiền Phật Bồ Tát nói có vấn đề. Vấn đề là yểu thọ, là bệnh hoạn, là chướng ngại. Con thú nó đang sống, có bạn bè, có anh chị, có cha mẹ, bắt nó ra giết. Người giết đó gì để cho người ăn, cho nên hai người cùng có tội chung. Cái nhân quả đến cái chỗ này mình hiểu nổi không? Hiểu mà không làm được vẫn không thay đổi được cái tính thèm thuồng tham ăn tục uống của mình. Ấn Tổ ngài nói vậy. Thì bây giờ nói chung quy lại là lý do gì? Lý do gì con người này tạo ác và khai thác tột cùng của điều ác, gọi là thượng ác, thì đọa địa ngục. Địa ngục có không? Có. Mắt phàm không thấy. Ngạ quỷ có không? Có. Mắt phàm không thấy. Nhưng mà súc sanh có không? Có. Mắt phàm thấy không? Thấy. Như vậy có những con người đang là con người trở thành súc sanh loài cọp có không? Có. Hôm bữa thì Minh đọc cái câu chuyện này. Đang là con người đây mà nó đi bằng hai tay chống xuống luôn, rồi rong lông rồi ra nanh, rồi con người bắt đầu biến dạng thành loài súc sanh ngay lúc đang mang thân người, chứ chưa để cái lúc mà họ bỏ bóc thân cho đến lúc họ chết. Thì Ấn Tổ nói con người mà gian ác sân hận làm điều ác tột cùng, thân có họ là con người mà tâm họ đã giảm hãm vào trong địa ngục. Thực tế có rõ ràng do gia đình thiếu dạy dỗ, không có đạo đức, rồi có chút tài chút phận, rồi làm chuyện gian ác hố lộ vô tù ngồi. Thân là con người đang già, đang hãm vào trong tù ngồi. Bây giờ quý vị coi trong tù biết bao nhiêu người không? Đủ kiểu người. Chúng ta nói đủ kiểu là quý vị hiểu đủ kiểu người. Nghèo cùng trộm cướp, bần cùng sanh đạo tặc có. Giàu có, giám đốc hố lộ lọt vô trong đó cũng có. Thân là người mà hãm vào ở trong tù rồi, hàng ngày người ta quăng chút thức ăn vô y như con heo thôi. Vì sao họ rớt trong đó vậy? Vì con người này không có lễ giáo, không có sự giáo dục của cổ Thánh Tiên Hiền, không giáo dục nhân quả. Cái chỗ này là cái chỗ quý vị lưu tâm lại coi xem thử coi có. Nhưng mà mình cũng chưa chắc gì thoát khỏi cái vòng lao lý đó. Nếu mình là một con người không học lời dạy cổ Thánh Tiên Hiền thì coi chừng cũng vô với cái bọn đó. Quan trọng cái lời dạy cổ Thánh Tiên Hiền. Bây giờ chúng tôi đúc kết lại có ba cái lỗi giáo dục toàn cầu. Mà con người mình với không nổi hai cái lỗi giáo dục, đó là giáo dục nhân quả của Phật dạy và giáo dục của gia đình gọi là cổ Thánh Tiên Hiền. Giáo dục cổ Thánh Tiên Hiền là giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức. Còn một cái lỗi giáo dục đó nữa là giáo dục cử nghiệp công danh ngoài đời. Thì chuyện cũng cử nghiệp công danh ngoài đời thì chúng tôi chỉ nói cái họa của nó thôi, chứ chúng tôi cũng không có đề xướng được cái gì văn toán sử địa lý hóa thì cái chuyện ngoài đời họ vậy. Nhưng mà con cái bắt đầu vào trường học, họ lựa cái trường tốt, họ không lựa một vị thầy có đạo đức biết luân lý dạy cho nó khoảng 3 năm 5 năm. Đây là Ấn Tổ nói, nó là một con người, ví dụ nó là bậc thượng căn. Còn con người giỏi xuất chúng đời trước họ có đạo đức, nhưng sanh qua một đời thứ hai vô trong người của người mẹ và người phàm, những cái gì hiểu biết tốt của đời trước mờ nhạt gần như đã mất đi. Cần sự giáo dục trong đời hiện tại này rất cần. Nếu không giáo dục thì người đời trước là trí, là thông minh, có tài, nhưng mà đời thứ hai thì họ trở thành hạ ngu bất tiến, không có sự giáo dục. Chuyện giáo dục trong đời này rất là quan trọng, nhưng mà họ không chú trọng đến cái chuyện tiên học lễ hậu học văn. Hay trong cái bản trường học hồi xưa mình đi học đúng không, những thầy hồi xưa họ nghĩ đến chuyện là tiên học lễ hậu học văn. Lễ đó là lễ pháp, là luân thường, là bổn phận, học không được. Bây giờ chúng tôi nói sơ về cái chuyện trước là cái nền giáo dục hiện tại bây giờ, và chúng tôi không chê nền giáo dục, và chê từ nơi, chấp từ nơi cha mẹ của người đó không có sự giáo dục kỹ càng để đi ra trường đời gây trở ngại. Giờ lắng nghe cho kỹ. Cái chỗ này mới lần đầu nghe thấy nó bình thường, nhưng mà nghe vô thấy thú vị, thấy đặc sắc. Vì bản thân chúng tôi cũng đi qua một cái trường đời để đi vô trong cái vấn đề cử nghiệp mà. Nhưng mà may thay sao vô trong chùa được vị bổn sư bảo bọc kỹ, thuê thầy về nhà dạy văn hóa, không cho ra trường ngoài.
đi tu còn nhỏ, được thầy, được cái phước là thầy thương, chùa rất là nghèo nhưng mà dám bỏ tiền ra thuê dạy cho chúng tôi và một vị sư huynh với hai sư cô. Hai sư cô thì ở chỗ khác chứ không phải chung chùa đó. Và thầy đến dạy, ông cho vị hòa thượng mà bổn sư chấp nhận cho học bổ túc. Để một tuần học ba bữa, còn phải học Phật Pháp nữa. Chứ nếu mà học toàn bộ văn hóa không thì Phật Pháp mờ nhạt, thời gian hết 12 vô đại học xong là về đời ngay. Ông tính trước cho bọn phàm phu mình. Cho nên chúng tôi được một cái phước duyên để gặp một vị thầy thương và nuôi dưỡng cho mình từ tấm bé. Đó là cái kinh nghiệm mà cuộc sống chúng tôi nói với vị là ngài sợ cái trường đời. Ngài nói tụi con tin rằng là cạo đầu xuất gia mặc đồ tu ra trường đời lâu ngày tụi con nhiễm. Thầy không chịu. Thì chúng tôi phải thấy theo thầy thôi. Thì như vậy là cái việc mà trường đời bây giờ họ bắt đầu con cái vào trong trường đời thì bắt đầu họ làm sao? Họ thuê cái trường mà có điều kiện dạy giỏi tốt, họ không tìm ra một vị thầy có đạo đức, có biết luân lý, có biết nhân quả, có biết những cái chuyện của Thánh Thiên Hiền, họ không có tìm chỗ này. Họ chỉ đi tìm trường cho tốt, rồi bắt đầu giao cho trường học dạy nó. Nhỏ nhỏ thì chưa thấy gì hết, bắt đầu đi vào cái cấp 2, lớp 6 trở lên thì bắt đầu mua cho nó một cái điện thoại. Mười mấy tuổi rồi đó, 12, 13 tuổi rồi bắt đầu mua cho nó một cái điện thoại với một chiếc xe đạp đạp điện. Rồi bắt đầu nó biết lên trên mạng rồi. Biết lên trên mạng rồi. Và khi nó lên trên mạng được rồi thì sao nữa quý vị? Tự tung tự tác coi tất cả những phim đồi trị. Phim đồi trị đó là cái chuyện nguy hại lớn nhất trong con đời con người mình, đó là chuyện tình dục. Bắt đầu nó biết, và tuổi dậy thì của nó rồi là đem nó đi Sài Gòn, Nha Trang, những cái thành phố lớn ở Đà Lạt này, đem đi về Sài Gòn rất là nhiều, thả cho nó ở trong cái môi trường không ai quản lý. Thì theo như cái lời của cổ thánh Tiên Hiền, tại gia tòng phụ và tòng mẫu, đúng danh từ cho gọn là tại gia tòng phụ, là ở nhà theo cha theo mẹ. Dầu nó không phải là người coi như là tài giỏi về sau, thôi khỏi cần chuyện đó, mà bên cạnh cha mẹ hàng ngày phải quản lý được cho đến lớp 12. Khi gửi đi đại học phải có người canh nó, thế mẹ thế cha. Không thì cha mẹ phải ở bên cạnh canh nó cho đến lúc nó lập gia đình, không cho rời nửa bước, gọi là tại gia tòng phụ. Ở nhà chưa theo chồng phải theo cha mẹ. Hồi xưa người ta giáo dục như vậy. Mà cha mẹ này là mẫu mực á. Cha mẹ người này là phải biết lời dạy của Thánh Tiên Hiền và biết dạy con á nghe. Đó. Và bây giờ cái điều mà tại gia tòng phụ không còn, và ra trường học thì bắt đầu bay xa cao xa. Và cái việc mà chúng tôi được biết như những người Phật tử làm ở trong những bệnh viện phá thai và những cái trạm phá thai đó, thì tuổi trẻ từ 15 bắt đầu tuổi dậy thì có kinh nguyệt, 13, 15 tuổi cho đến 18 tuổi, cái lượng này phá thai nhiều nhất. Thì họ nghĩ là bình thường, không ai nói hết, cái chuyện phá thai là cái chuyện như cục máu, không có gì trở ngại. Nhưng mà đó là có tánh linh con người trong cục máu đó. Và tánh linh này biết oán thù, biết trả thù và biết báo thù, và biết làm cho con người này phải chết giống như họ. Không ai nói chuyện này. Ngoài trường học thầy giáo lo dạy học không nói chuyện này. Thì bây giờ nó đang học cái gì? Cử nghiệp công danh. Thí dụ cử nghiệp công danh nó thành công đi. Thì khi mà họ thành công được, chỉ nuôi được cái ăn uống, ngủ nghỉ, ăn mặc ở bệnh trong cuộc sống, nuôi được mà tìm con người mà học hành để cử nghiệp công danh từ lớp mẫu giáo cho đến đại học, họ không rớt năm nào và họ thành tựu, thì cái số lượng người này cũng hiếm. Mà khi thành tựu rồi bắt đầu đi ra ngoài để xin công ăn chuyện làm cũng cả một kỳ công. Thì cái loại giáo dục này là loại giáo dục của đối phó cử nghiệp để giúp cho cuộc sống sinh tồn của cái thân. Thì chúng tôi thấy cái chuyện, cái lỗ hổng của cái việc giáo dục. Mà hôm bữa có một vị viết cái tờ báo mà thầy Tấn có đọc, chúng tôi coi lại giật mình. Cha mẹ không dạy dỗ con cái cho đàng hoàng và mua điểm, mua lớp, mua trường,
nhiều cái vấn đề mà phải mượn mỏ rồi không đủ khả năng, rồi đem con đi nước ngoài học cũng không đủ điều kiện để cho con đi học, nhiều cái vấn đề. Và trẻ bây giờ, trẻ bên Mỹ thì chúng tôi ở 2 năm chúng tôi thấy vậy, cái chuyện tiền bạc nó ít bị vướng vô. Bởi vì từ lớp 1 đến lớp 12 bên Mỹ là họ phi hết, tiền họ cho hết và không có phải cha mẹ đóng. Vô đại học bắt đầu mới đóng. Mà đóng nếu gia đình không có tiền thì họ cho mượn nợ, chừng ra trường rồi trả. Cho nên cái chuyện cha mẹ bên nước Mỹ tiền bạc cũng tương đối là nhẹ gánh. Nhưng mà cái chuyện Việt Nam mình thì tiền bạc quá là nặng đối với con cái đi học, đúng không? Khoảng 4 năm đứa thì coi như là cho nó đi làm thuê mướn hết, không đủ khả năng nuôi học. Về học đường cái tiền này quá lớn. Bên Mỹ có tệ nạn gì xảy ra? Cái cô Phật tử đó, chúng tôi đi giảng về, cô nói cái trường này là cái trường ở tại San Jose mà phá thai số 1. Và chuyện này là chuyện bình thường với họ. Bắt đầu từ 13, 15 tuổi cho đến 18 tuổi, bắt đầu vô đại học cũng bị luôn. Và 18 tuổi là họ tự do, muốn đi theo trai là đi, cha mẹ không có quyền. Thì xã hội phương Tây để nhìn nhận quay lại với cái nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền mất hết. Bây giờ chưa theo chồng xuất giá tòng phu là lấy chồng thì theo chồng, phu tử tòng tử, chồng chết theo con, họ làm chưa được. Cho nên thành ra lời dạy cổ thánh tiên hiền họ đã phá vỡ cái lễ pháp này rồi. Mà khi cái lễ pháp này phá vỡ thì gì, tình người cũng mất luôn. Những cái câu nói này là trong văn sao, nên lắng nghe, chú tâm để nghe. Cái điều này không dễ gì nghe đâu, đôi khi trăm ngàn ức kiếp mình mới gặp được. Hôm nay chúng tôi nói cái điều này là nó phối hợp nhiều cái vấn đề để nói lên được cái sự thật của lời dạy của Thánh Thiên Hiền. Cái việc mà dạy cử nghiệp công dân thì chúng tôi thấy Ấn Tổ Ngài Khai Thị lắng nghe chỗ này. Những người có thiên tư đặc biệt, họ có thể thành tựu được cử nghiệp công danh học vị ngoài đời bằng cấp tiến sĩ. Nhưng mà lắm kẻ, Ngài nói nè, lắm kẻ gian ác, bất hiếu cha mẹ, và khi có vợ có con, chồng không hòa vợ không thuận, làm cho nước nhà bị điêu đứng điêu linh, từ nơi gia đình. Vì xã hội này, cái gốc của xã hội là gia đình, cái gốc của đất nước là xã hội, cái gốc của thiên hạ toàn những nước trên thế giới là đất nước. Cho nên Ấn Tổ nói cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước đó là xã hội, cái gốc xã hội đó là gia đình, cái gốc gia đình là cái thân này, và cái gốc của cái thân là cái tâm. Thân này bỏ, tâm phải đi tìm cái thân khác. Lời Phật dạy rồi, mình không tin mình cũng phải đi vào cái luân lý đó thôi. Đó là luân lý, là chân lý rồi. Nghe cho kỹ rõ cái điều này. Thì cái vấn đề học đường, chúng tôi thấy có một số người bạn chúng tôi thành công. Một cái anh đó ra bác sĩ, vợ làm ngân hàng tương đối khá giỏi và thành công. Nhưng cũng không thoát khỏi cái vòng dục ái từ còn trẻ. Chúng tôi được biết anh chàng này là người bạn thân. Mới 15 tuổi hai đứa này đã thương nhau. Mới 15 tuổi thôi. Bắt đầu vô lớp 10 hai đứa này thương nhau. Và hai đứa này có chí khí. Và để đến lúc anh này ra bác sĩ, chị này là ra đại học để vào làm trong ngân hàng, có cơ ngơi, có được nhà cửa rồi bắt đầu mới lập gia đình, mới đám cưới. Thì chúng tôi thấy anh chàng bạn này tương đối là khá, tương đối là có chí khí, nhưng vẫn không thoát khỏi dục niệm. Và trong cái vấn đề để mà từ 15 tuổi đó cho đến khi lập gia đình thì chúng tôi nghĩ lại không biết phá bao nhiêu cái thai. Ngay chỗ này phải suy nghĩ. Tuy rằng họ có cái tài, họ có chí khí để mà học, nhưng họ không thoát khỏi cái lòng tham dục của họ và lễ pháp của họ bị phá. Bởi vì sao? Nhiều lúc đi học ngay thành phố ban mê, nhưng mà hai đứa vẫn thuê căn nhà để ở, để kêu đã đi học về tối khỏi phiền cha mẹ. Cha mẹ không biết gì vẫn cho thuê nhà hai đứa ở. Sao mà giữ được? Bọn phàm phu mình sao giữ được? Thánh hiền thì giữ được, chứ phàm phu sao giữ được? Thì cái này là phá mở vỡ cái lễ pháp là tại gia tòng phụ rồi. Ở nhà theo cha mẹ phá vỡ cái lễ pháp này.
Thì như vậy là cái việc mà học đường bữa nay chắc là quý vị ngoài đời rõ hơn chúng tôi, biết nhiều hơn chúng tôi. Có một đứa bé còn nhỏ mới 12 tuổi, con của một cô chúng tôi đặt pháp danh là Liên An ở Hà Nam. Và nó còn nhỏ mà nó, đứa con gái mà đã lên đã kéo ví ăn cắp tiền của mẹ sai rồi. Và mẹ bắt mấy lần rồi vẫn cứ lấy. Cô lắc đầu, cô không biết cách nào hết. Thì chúng tôi nói từ đầu cô đã không dạy dỗ từ đầu nó, bây giờ làm sao dạy được nữa. Và có nhiều cái vấn đề lỗ hổng. Hôm kia chúng tôi lên đang nói chuyện với con của ông Lê Trí Toàn, mà cái ông mà giết bò, mà làm bún bò cho người ta giết bò 30 năm mất. Ông này kỳ tích vô 31, ngày mùng 1 mất, mùng 2 là liệm, mùng 3 đi thiêu, chiều mùng 3 về. Hôm qua họ về tới nhà, họ nói họ đã về tới nhà được an bình. Thì gặp một cái chú, ông tới, ông gặp chúng tôi. Chúng tôi nói chú lên đây bao lâu rồi, kêu con đến đây cộng tu. Đáng lẽ dịch bệnh thầy cho về, nhưng mà thầy thương tâm thì cho để lại. Con là người gian ác, mà lúc trước con không biết con là gian ác. Khi vô đây rồi, thầy từ khi bắt đầu giảng văn sao, 2 tháng nay con biết con người gian ác. Nhưng ngoài đời con không biết con gian ác. Hỏi gian ác cái chuyện gì? Con không phải cướp cửu giết người, nhưng mà con hỗn láo với cha mẹ con. Con láo xược với cha mẹ con. Cha mẹ con nói một câu, con cãi lại 10 câu. Con có vợ 2 đứa con. Con phải đi xuống lặn dưới biển á, mà đeo ống thở lặn tuốt sâu xuống 10 mấy mét để con bắt con sò, con ốc, con mang về con bán. Và làm được 10 năm con đổ bệnh. Và bệnh tình của con bây giờ rất nguy cấp. Con đi không nổi mà nhờ con lên trên này, xong rồi bắt đầu nó đỡ đỡ. Con mà trước khi con lên nó có cái điềm lạ là con nằm mơ con thấy một cái ngôi chùa trên núi mát mẻ, mà có một vị đó kêu con nên lên chùa này đi thì mới chuyển được nghiệp và con mới hết bệnh. Thì không biết chỗ nào hết trơn, cuối cùng coi cái đĩa thấy trên này, chạy lên tỉnh thất mình y chang ngôi chùa trong mộng. Và ở trên này một thời gian xong rồi bắt đầu định đi về, thì cũng một vị đó là chắc Bồ Tát gia hộ kêu con có duyên với Bồ Tát Quan Âm, nói đừng có về, về là chết á. Ngạt về, trời, về nó làm thêm một cân bệnh nữa, chịu không nổi rồi, lấy xe chở lên trên này. Nay ở được mấy tháng ở trên này, ông kêu bây giờ vẫn còn bệnh. Bây giờ con mới nghe thầy nói rõ ra, đó là cái bệnh của con từ nơi sát hại chúng sanh, lặn mò dưới đáy biển để mà bắt cá, bắt cua, bắt tôm về giết chúng sanh mà sống, con đâu có biết đâu. Rồi cái người ăn đó cũng có tội nữa, chứ không phải không có tội. Và cái đây là cái chuyện mà bệnh đem đến cho con thấy là đúng. Còn cái chuyện mà gia đình con xào xáo là do con bất hiếu và có lời không tốt lành và chửi mắng cha mẹ con. Bây giờ con nó cũng làm y như con. Thì ông đang ngồi cho nó, ông đang kể còn nhiều lắm. Mà gặp gia đình của ông Lê Trí Toàn đến thì chúng tôi ngưng lại. Và chú này ông kêu cảm ơn thầy vô vàng. Giờ vợ con cũng xa luôn, cha mẹ cũng xa luôn, bệnh hoạn thì mang một đống bệnh mang lên trên chùa. Đây là thất bại của những người gì không thành tựu được cử nghiệp công danh học vấn ngoài đời. Thì ấn tổ nói kẻ này là kẻ ngu. Kẻ ngu dùng gì để phá? Dùng tâm ham muốn, gọi là dùng dục để phá. Nghe cho kỹ, lắng nghe cho kỹ. Còn kẻ trí, kẻ thông minh không học thành công á, thì họ chế ra những cái súng đạn, họ chế ra những cái bom nguyên tử, họ chế ra những cái gì mà có thể giết con người hàng loạt trong vòng vài tiếng đồng hồ. Thì ngài nói là kẻ trí mà không có đạo đức dùng trí để phá. Còn kẻ ngu học hành không được mà không có đạo đức, không có lời dạy của Thánh Tiên Hiền á, thì dùng lòng ham muốn để mà phá. Thì ở trong cõi trời đất này đang bị loạn lạc là dùng hai cái kẻ này. Tìm ra cái kẻ có trí và tìm ra cái kẻ ngu mà có đạo đức thì hiếm hoi vô cùng, bởi vì ít có trường để dạy. Quý vị coi là có cái trường nào bây giờ mở ra để dạy Văn Xương Đế Quân, rồi Âm Chắc Văn, rồi Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, rồi những lời dạy của luân lý đạo đức, cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, rồi có không có nữa. Hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, mấy cái trường học không có để dạy. Mà bọn phàm phu mình mà không có dạy những cái điều đó thì làm sao biết được. Nói qua rồi mình nghe rồi mình làm không được và không nhớ luôn. Như Khổng Tử mà đọc qua cuốn sách dày như vậy là thuộc lòng hết. Thế mà cũng phải gì, cũng phải học lời của Thánh Tiên Hiền đi trước.
nói về cái mảng của cử nghiệp công danh, của cái việc mà trường đời, thì chúng tôi nói đó có nhiều cái vấn đề. Chúng tôi kể cái câu chuyện này cho quý vị nghe. Đó, câu chuyện mà nãy chúng tôi mới kể tức thì là một cái chú ở tại tỉnh thất mình là ở dưới Phan Rang, Phan Thiết gì đó. Còn cái chuyện đời xưa nó có thiệt. Thì hai anh em, cha mẹ có sẵn đó, mà anh thì nạnh em nói là anh dốt học. Cha mẹ lúc sanh ra chưa có tiền của, cho nên anh đi chăn bò, anh làm thuê làm mướn, anh dốt học, cho nên của cải anh cũng không có nhiều. Chắc có nhưng mà kêu không có nhiều. Cho nên em chăm sóc nuôi cha mẹ đi. Nếu em đã kêu bây giờ em sanh ra sau em không có được giống như anh, em đang đi học để mà em thi, em làm quan đổ trạng rồi em về để mà em hưởng bổng lộc trên quan trạng, mà bây giờ đây anh kêu em nuôi cha mẹ làm sao em nuôi, em là mất học rồi. Thì học cái thời xưa họ học được cái lời dạy của Thánh Tuyên Hiền đó. Hai anh em cứ nạnh qua nạnh lại không nuôi cha mẹ già rồi bệnh cũng hai người nạnh luôn, và đến lúc chết cũng nạnh luôn, không chôn luôn, để thối luôn. Thì lúc này đứa em bắt đầu nó mới đi thi quan huyện, quan hương để lên trên kinh đô để thi. Trong lúc đi thi đó phải qua một cái con sông, có cái ông trèo đò cũng đưa đi qua đó. Tự nhiên sao trên không trung mới nói rằng là nhà ngươi là người bất hiếu, đi thi không đậu. Thì trong đầu mới khởi niệm lên, ổng làm gì có bất hiếu đâu, còn anh lo cho cha mẹ, với hai cha mẹ chết còn nằm đó từ từ về chôn cũng được, thúi thì thúi chứ đâu có sao đâu. Thì nó ông ngươi là người bất hiếu, cha mẹ lúc là nghèo khổ cũng không nuôi, bệnh hoạn cũng không lo, rồi đến lúc chết cũng không chôn nữa, thì ngươi là người quá bất hiếu, làm sao mà có được cái hiếu đức để mà làm được cái quan to được. Mới nói rằng là anh của tôi là người phải có trách nhiệm nuôi cha mẹ chôn cất, chứ tôi là người em làm sao mà có trách nhiệm. Thì cái ông, cái vị, các vị thần họ mới nói như vậy. Anh của ngươi là người sanh trước ngươi, nhưng mà nó nghèo khổ, nó không có học thức, nó không biết. Còn ngươi là người có học thức, đi thi làm quan, biết hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Mà ngươi không làm thì trời không có bao dung, mà đất, trời không bao che mà đất không có dung ông đâu. Ông đừng đi thi mất công. Vừa nói vậy xong một cái là gì, sóng chớp râm 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 râm. Thì sóng chớp lên thì chưa vô tới bờ thì đã lập thiền, và ông lái đò, ông bơi vô được. Ông này không biết bơi chết. Trời không bao dung, trời đất không bao dung, vì con người này bất hiếu. Đó là cái việc mà có thiệt trong sử sách thời xưa. Họ đi học để cầu công danh cử nghiệp, mà không ai dạy cho họ biết về hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Đó là luân thường, đó là bổn phận, họ không làm được. Là một con người bình thường không được thì làm gì làm quan lớn được. Dẫu cho họ có phước làm quan lớn, quan này là gian ác. Quý vị coi kỹ lại, quý vị coi kỹ lại trong cái bộ phim Du Tình Ý Công, cái tình tiết chỗ này hay, lắng nghe này. Thì trong cái lúc mà ông Phùng Tiên Sinh đó, là tức là một người mà có điều kiện vật chất đầy đủ, gia đình giàu, thì lúc mà ông Du Đô là Du Tịnh Ý đi học, đi Trân Châu để mà học đó, thì sao cái đứa nhỏ này nó nghịch ngợm, cha mẹ không dạy dỗ, nó ngồi ngoài cửa sổ để mà lắng nghe thầy dạy, không được vào lớp học bởi vì đi Trân Châu. Ông này, ổng, cái chú này còn nhỏ thôi mà ngang ngạnh lấy nước đổ lên đầu người ta, và không có lòng thương yêu đồng loại. Và cho đến ổng lớn lên, thì ổng sao? Văn Xã đó là, Văn Sương Xã là cái tên của ông Lương Thần Vô Đô ổng lập ra. Nhưng mà ổng dành, ổng tới, ổng có tiền, ổng dành, ổng gây trở ngại rất nhiều với ông Lương Thần, ông Vô Đô này. Và lúc đường cùng rồi, ổng còn dèm pha kêu mọi người không cho ông Du Đô này mượn tiền. Kinh khủng cái ông này luôn. Và cuối cùng ổng sao? Hố lộ và làm gian ác, cả gia đình bị bắt hết, tịch thu hết tài sản. Thì như vậy những người gian ác này do ai? Do cha mẹ không dạy dỗ, do không có thầy để dạy dỗ. Cho nên ba cái nền giáo dục mà con người mình bây giờ hiện tại đang hướng đến, đó là loại giáo dục của cử nghiệp công danh.
để nó lo cho cơm áo gạo tiền, hạnh phúc cuộc sống hiện hữu. Nhưng mà để bắt đầu đời sau thì lại gì không bằng một đời, bởi vì không có cái giáo dục nhân bản để làm con người. Đó là giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức. Luân lý đó là luân thường, hiếu để, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ. Đó là tam luân: chồng hòa, vợ thuận, anh nhường, em kính, chủ nhân từ, tớ trung thành. Những cái loại giáo dục này bây giờ họ không nghe đến luôn, thì hỏi làm sao mà họ có thể làm được. Mà đúng ra bản chất con người mình đời trước có học cái giáo dục này, có làm cái giáo dục này, giữ năm giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nuôi lá, uống rượu, làm 10 được 10 điều thiện gọi là trung thiện. Và mình có học, mình có làm những cái điều này, cho nên bây giờ mình mới trở thành một con người. Mà bây giờ đến bây giờ con người mình đã làm mất hết luôn. Đó là cái thiệt thòi của con người mình trong cái thời điểm này. Vì vậy cho nên thành ra cái việc giáo dục đó là cái chuyện mà đòi hỏi phải lấy lại cái nền tảng ban đầu của sự giáo dục của Thánh Tiên Hiền. Mà bước ra khỏi cái giáo dục của cổ Thánh Tiên Hiền rồi đó, đến cái giáo dục gì? Đến cái giáo dục nhân quả, khó tin vô cùng. Làm gì có cái chuyện mà làm thiện, không ăn thịt chúng sanh, bố thí cúng dường, làm phước mà đời sau con người lại được giàu có. Một đời này họ còn chưa thấy tin nổi, làm sao để nói đời sau. Rồi làm gì có cái chuyện đời trước mà mình làm ác, bây giờ mình phải bị cái quả ác. Đã làm nhân xấu rồi, đời trước mình nghe cái lời hiền, lời của Phật, của Thánh, của Bồ Tát, mình không để tai mà mình hỷ bác, cho nên mất hết trí tuệ, chê bai những người có đức, cho nên thân mình lùn xấu, chọc hô, súng lé. Rõ ràng nhân quả mà mình đâu làm gì cái loại giáo dục này mình tin được. Bởi vì cái mắt nhục nhãn và tâm mình nó vô trong này nó mê, làm gì mà mình thấy được cái đời quá khứ. Có Phật Bồ Tát chứng A-la-hán ngài thấy. Hôm qua có một cái cô đó, chúng tôi lên, cô cũng ở Bình Định, giờ đang ở trên tỉnh Thất. Chúng tôi giảng thường hay nói những mẫu chuyện mà lên tỉnh Thất là có vấn đề, những người lưng tròng nước mắt. Cô nói ô mừng quá chừng luôn, con cũng ở Bình Định. Cái ô thầy cũng ở Bình Định nhưng mà cha thầy thì ở Phù Mỹ, mẹ thầy Phù Cát, nhưng mà ông bà là gặp nhau ở trên Ban Mê Thuộc, cho nên thành ra quê thầy cũng ít có về. Cái con ở với An Nhơn, Hòa Nhơn. Con về Sài Gòn sống được 5 năm mà con khổ quá. Có vừa nói con khổ là nước mắt con rơi đầm đìa hết. Hỏi sao khổ? Ông chồng ông quýnh con lên bờ xuống ruộng. Lúc ở quê ông dí con rớt xuống ruộng, ông còn đạp con xuống sớt xuống dưới đó. Rồi bây giờ được bạn bè kêu về Sài Gòn làm ăn tương đối được một chút nữa, bây giờ ổng hành hạ con còn dã man hơn nữa. Hỏi làm gì hành hạ dã man hơn? Đêm ổng uống rượu về 1-2 giờ khuya, có khi 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ. Rồi ổng uống rượu say xỉn về, con ngủ, con mệt, con đi làm suốt ngày, ổng đòi hỏi cái chuyện vợ chồng. Ổng con không chịu nổi, ổng quýnh con, ổng đá con, rớt xuống giường, con nói con khổ sao mà bây giờ đây nó lung tròng nước mắt. Thì hôm qua chúng tôi định để kể cái câu chuyện nhân quả này mà chưa kịp kể, cái rồi thầy phiên xuống dắt cổ với thêm mấy người đi lên trên cái gác ở. Thì chúng tôi nói không phải là bỗng không, có nguyên do. Nhưng nguyên do đây là cái sự giáo dục của gia đình, của người chồng không tốt. Và bản thân cô, gia đình cũng không chịu được sự giáo dục tốt. Nếu gia đình cô là một người thánh hiền, một người hiền mẫu, có mẹ dạy dỗ đàng hoàng, cô là tốt, thì cô phải là gặp một người tốt. Cô là người xấu cho nên cô gặp người xấu, ngu tầm ngu, mã tầm mã, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cô trách cái gì nữa? Cái ông chồng con ông cũng hay nói mày ở đời trước ác quá cho nên mày mới gặp tao. cuối cùng ông nói mày ác quá mày gặp tao, mà không ngờ tao cũng ác như mày luôn. Đời trước tao cũng ác như mày cho nên tao mày gặp nhau, cho nên xử lý món nợ xưa. Ây da, bây giờ không biết làm sao hết trơn. Thôi giờ kể cho cậu nghe câu chuyện này đi. Trong văn sao Ấn Tổ nói như vậy: cả hai vợ chồng đã quýnh nhau, biết ăn cơm cũng quýnh nhau rồi, đủ kiểu quýnh nhau, quýnh chứ không phải chửi nữa. Mình chửi đây còn đỡ ngăn quýnh, nhưng mà thường cái người bản chất con người mình, khi người khác quýnh chửi mình là mình phải phản ứng liền, một là chửi lại, hai là bỏ chạy, ba là giận luôn, không về. Cái con người mình là bản chất của nó phải bảo tồn nữa. Vậy đó là cái ngã chấp của phàm tình mình, chứ không có phải chịu đựng để cho trả. Thì bị quá quá tơi tả rồi, chịu hết nổi rồi, cũng mới kiếm cái chùa. Bây giờ chạy đi đâu cũng bằng vô chùa thôi, vô chùa thì xem sao có thay đổi cuộc đời, đỡ quýnh ông ăn. Vô gặp ông thầy này chứng A-la-hán, không biết được, ông mới nói sao. Cái chuyện này thời xưa Đức Phật lắm. Ông chứng A-la-hán rồi thì bị đệ tử Phật nóng, ngồi nhập định vô cái
Mình thì mình thấy một đời này thôi, từ lúc nhỏ lên nhiều lúc mình cũng quên, những lúc cái chuyện mình giết gà giết vịt hồi nhỏ mình nhiều lúc cũng quên. Nhưng mà Phật Bồ Tát thì thấy đời trước làm gì rõ ràng, giống như mới là hôm nay lục đạo, hôm nay đang ngồi ở trong đây nè, thấy hoàn cảnh rồi thấy thầy giảng rồi ha, là mình thì thấy y như vậy nè, là chỉ trong trước mắt, nhưng Phật Bồ Tát thấy trước mắt rõ ràng đời sau 500 đời, 5000 đời, vô lượng đời, thì Đức Phật muốn thấy cái gì của đời ngài thứ bao nhiêu đó thì ngài thấy rõ ràng mọi thứ, giống như mình đang hiện diện như vậy, gọi là đắc được tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu thần thông, Phật chứng. Quay lại cái đời của quá khứ biết hết, thì vị này mới nói là đời trước chồng của cô là con cừu, thời xưa con cừu trở nặng, còn cô là một ông vừa là tiều phu mà vừa là một gia đình nghèo, là đàn ông đó, nó giáo dục nhân quả này, ai tin nổi không, nghe thôi chứ mà để mình thẩm thấu và mình biết được đời quá khứ như là vị A La Hán này nói thì mình không thể biết được. Thì cuối cùng là con là đàn ông mà con nghèo khổ, con nuôi con cừu này nó chở nặng, con đánh nó dữ, con chửi, con hành hạ nó quá đi, và cái phước của đàn ông con đời trước hết, cho nên bây giờ con làm đàn bà. Con cừu đó nó chở nặng, nó làm phước báu, nó giúp đỡ cho những người nông phu, cho nên nó có phước báu, nó chuyển đời lên, nó trở thành người đàn ông là chồng con. Thì bây giờ ông chồng con là con cừu đời trước, con quýnh nó nhiều quá, con chửi nó nhiều quá, con bắt nó làm, thì đời này con cừu là chồng con, phải bắt con làm lụng nuôi ổng như là con cừu nuôi con đời trước. Nhân quả, giáo dục nhân quả, khó tin vô cùng, cái loại giáo dục này khó tin. Mà trong Phật Pháp có nói giáo dục này. Thì bây giờ là con phải chịu đựng những cái roi vọt con quánh con cừu, là ổng phải đập ổng quánh con lại. Rồi cái chuyện mà con làm con nuôi ổng, ổng về ổng xài xẻ, đó là con cừu đã lo cho con trong cuộc sống. Nhân quả mà mắt phàm mắt thịt con không thấy, nhưng mà đây là sự thực, ta không nói sao. Thì cổ nghe cổ rùng mình, cổ sợ quá, cổ nói cái tội này quá đáng rồi. Vậy mà còn chửi, ổng còn chạy ra để bán vốn người khác, ổng đập chưa chết là may. Cuối cùng sao? Bây giờ con phải làm sao? Kêu con về cái lúc ăn cơm, con để cái cây chổi, cái chổi quét nhà dơ con để đó. Ổng trong cái gì, ổng quýnh cái đó, ổng cầm cái chổi, ổng đập lên đầu con, ổng quýnh con, đừng chạy, đừng khóc, đừng nói năng gì, ổng quýnh đã đi, không chết, không sao đâu. Người ai cũng có lòng từ, lòng thương hết trơn. Cái hành động đó là do nhân quả xấu ác họ phải làm thôi, chứ nhiều lúc họ làm xong rồi họ vẫn ăn hận. Cuối cùng là ông cũng đập ông quánh thiệt. Nó kêu hôm trước tôi đập tôi quánh bà, sao bà bỏ, bà chạy, bà chửi, bà khóc mà bữa nay bà ngồi im vậy. Nó kêu có vấn đề. Hỏi vấn đề gì? Kêu lên gặp ông thầy, ông nói đời trước anh là con cừu, em là đàn ông, em đi bắt anh phải chở nặng, anh đánh em, đánh em chửi con cừu đó, và đến lúc nó già nó chết em cũng không chôn, em quăng cái thây nó ra ngoài đường á. Cho nên bây giờ đây là anh á, bây giờ trở lại đàn ông anh quánh. Bây giờ trước em không có hiểu được điều này, mình là mắt phàm, người phàm mắt thịt không hiểu, cho nên có vị thầy đó nói, cho nên bây giờ em hoan hỷ vui vẻ, anh đánh đi, đánh chết cũng được, quánh thoải mái đi. Nói vậy tự nhiên ông cảm động lại, ông kêu trời ơi thiệt hả em, kêu thiệt, vậy thì em lên trên chùa với anh để anh ngồi anh nghe ông thầy đó nói, chứ không phải em bịa đâu, đi lên. Lên ông thầy ông mới kể hết tất cả sự tình như vậy, hai người quỳ xuống và ôm nhau khóc. Sao mà bao lâu nay ông tàn nhẫn quá. Ông thầy ông kêu có gì đâu tàn nhẫn, bà này chịu trả nợ, ông đòi nợ. Cái gì đâu trả nợ, trả là tàn nhẫn. Bây giờ ông đòi nợ mà ông đầu quá thì đời sau người ông phải trả lại cho cổ nữa. Cứ văn trả vay trả hoài. Hai người quy y xong nhau cười, cầm tay nhau dắt về như mới đám cưới. Mới đám cưới mà, mới đám cưới thương yêu nhau lắm. Cầm tay dắt tay nhau đi dung dăng dung dẻ, không có chuyện gì xảy ra. Còn hai con người này vì sao mà được gặp vị thầy? Nhiều đời nhiều kiếp đã có duyên với Phật Pháp, cho đến đời này phải gặp vị thầy để hóa giải. Mà khi hóa giải đó là phải trả cho gần hết nợ thì mới đi tìm ra nổi ông thầy. Chứ còn nợ đi lên tới chùa cũng đi ra, thầy nói cũng không tin. Hiểu nhân quả, đây là giáo dục nhân quả. Và cái nhân quả của quá khứ cũng không thể hiểu nổi, và cái nhân quả tương lai như thế nào mình cũng không định đoạt biết được. Chỉ nương vào lời của cổ thánh tiên hiền của Phật Bồ Tát để mình định đoạt và mình định hướng thì ổn. Biết bao nhiêu chuyện nhân quả ba đời.
Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà muốn biết được cái nhân đời trước mình làm gì thì phải lãnh cái hậu, phải nhìn lại cái hậu quả bây giờ. Và biết được cái quả tương lai ra như thế nào. Tương lai không những là 5.000 năm, năm ba đời kiếp, mà tương lai trong ngày mai thì phải nhìn cái nhân trong hiện tại phải làm những gì. Ông Lê Trí Toàn 30 năm, bắt đầu năm 1990 ông đã là gì? Bắt đầu bán bún bò rồi. Ông đâu có nghĩ cái điều này là xấu ác đúng không? Đâu nghĩ điều này xấu ác. Mà đến cái lúc quả ác nó trổ ra là bị ung thư vòng họng và đau đớn tàn khốc kinh hồn luôn. Mà nhờ hai đứa con gái tu cật lực làm phước phóng sanh, làm rất là nhiều. Đáng lẽ ổng phải bệnh nằm 30 năm và hết cái hoa báo mà trả cái bệnh đó, bắt đầu quả báo làm súc sanh nữa, chứ không phải nhiêu đó. Tin nổi điều này không? Không tin nổi. Phật nói mình không thể tin nổi, bởi vì đây là một loại nhân quả khó tin. Vì nhân quả đây là Phật chứng, Phật nói, còn mình là phàm phu, gọi là phàm tình khó suy lường được thánh trí, không tin nổi. Như vậy mình tin mình biết rồi, bây giờ mình làm sao làm được? Phải nghe người nói hàng ngày, phải có người thiện trí thức nhắc nhở và quyết tâm phải làm, đổi đời. Ai cũng cần phải đổi đời, đời phụ nữ rất là khổ, muốn đổi đời nam. Muốn đổi đời mà để thành đồng nam về Tây Phương Cực Lạc cũng phải là nhân quả. Lấy quả địa giác là gì? Là câu Nam Mô Di Đà Phật. Làm nhân địa tâm, niệm lâu ngày chày tháng, tâm mình hợp với Phật, không hợp với loài súc sanh, không hợp với địa ngục, không hợp với ngạ quỷ, không hợp với những người gian ác nữa, hợp với người hiền thiện, thì người hiền thiện sẽ đến với mình và mình vào trong liên thai là hoa sen đó, chứ không vào trong thai ngục nữa. Hôm qua các nghe cái chỗ thai ngục rồi đó, vô đó rồi một cái là cho phải biết luôn, thức ăn đó là máu tanh hôi kinh khủng luôn, và ở trong đó là khỏi nói rồi. Nhưng vào trong liên thai là khác hẳn. Tâm thanh tịnh vào trong liên thai thanh tịnh, về cõi thanh tịnh. Tâm ế trược vào cõi ế trược và phải khổ đau gọi là ngũ trược. Cho nên loại giáo dục cổ thánh tiên hiền phàm phu khó tin phải nghe nhiều ngày nhiều tháng. Ngay nơi ông Du Tỉnh Ý là Du Đô, là ổng là tự lương thần, là được vị thầy, là một người có duyên phước báu. Ông thầy đó là vừa là cha vợ luôn thương đem về nhà, khi cha ông Du Đô mất rồi đem về nhà. Ông có phước báu được người cha là thầy dạy dỗ, là cha vợ, được người vợ quá tốt ở bên cạnh. Hai người này giúp cho ông có thể thành tựu trong hậu vận cuộc đời. Nhưng mà trong cái lúc ông đã học rồi, thầy dạy rồi, nhưng mà tánh ngông ngông nghênh nghênh bướng bỉnh và phải nhận bao nhiêu sự khổ đau. Nhận bao nhiêu sự khổ đau, rất khổ đau. Đang là học lời dạy của thánh tiên hiền rồi đó, mà vẫn là gì? Vẫn tạo những nghiệp xấu ác. Ông mở cái văn xương xả, ông nói là đừng sát sanh nha. Ông cũng đi cầu cá. Ông nói là sắc tủ, tức là rượu và sắc là nhận chìm dùi trí con người. Đi lên kinh thành rồi cuối cùng cũng gì? Mê trong đó, không ra nổi. Đó là bắt đầu bước sang khỏi cái giáo dục của cổ thánh tiên hiền, là phải nói đến cái giáo dục nhân quả, để họ phải sợ nhân ác và làm và trồng nhân thiện. Vì vậy cho nên cái việc hôm nay chúng tôi vẫn muốn đề xướng hai cái loại giáo dục, đó là giáo dục gia đình. Tổ sư Ông Quang thường nói giáo dục gia đình đó là giáo dục cổ thánh tiên hiền, là luân lý, là đạo đức. Học cái giáo dục này suốt đời. Ví dụ vậy, coi lại đi, cái loại giáo dục mà ở ngoài đời nó học bao nhiêu, từ bắt đầu vào mẫu giáo cho đến lúc ra trường hai mươi mấy năm, 24, đại học xong 22-24 năm, rồi bác sĩ 27 năm là xong, loại giáo dục này xong. Có tiền kiếm được tiền tùy theo trong mạng, có những người đó học họ làm có tiền, có những người học không có tầm làm có tiền, thì đến cái đó là xong rồi đó. Nhưng mà cái loại giáo dục về cổ thánh tiên hiền này, nhân quả học đến bao lâu? Suốt đời, đời này, đời nọ, đời khác. Đời này, đời nọ, đời khác, không hết được. Bởi vì vậy, bởi vì sao vậy? Vì cái loại giáo dục mà cổ thánh tiên hiền là giáo dục để thăng hoa cuộc đời từ phàm phu cho đến thành Phật. Loại giáo dục này là phải học suốt đời, đời này, đời nọ, học đến khi thành Phật thôi. Là giáo dục luân lý, đạo đức, là giáo dục nhân quả cho đến khi thành Phật luôn. Không có giới hạn. Lắng nghe kỹ chỗ này. Giáo dục của ngoài đời họ học cái gì thấy mấy chục năm. Nhưng mà đối với anh em chúng tôi mà học trường Phật học á, 3 năm sơ cấp, 4 năm cơ bản,
rồi cao đẳng 4 năm, rồi vô đại học Phật học cao cấp, rồi 4 năm, rồi lên thạc sĩ 3 năm, rồi tiến sĩ 4 năm, cộng chung lại thì cũng khoảng 23-24 năm. Nhưng mà đối với Phật dạy là học nhiêu đó cũng chưa có đủ, phải làm nữa, và làm thì không giới hạn, và thực hành không giới hạn. Thì như vậy hôm nay mọi người nên lắng nghe cái việc mà giáo dục gia đình. Chúng tôi muốn nói đến hai cái loại, tức nhất là tiên thiên là tha giáo và hậu thiên là khi sanh ra. Chỗ này quan trọng, lắng nghe cho kỹ. Nếu người đó công thành danh tội, cử nghiệp ngoài đời đã công thành danh tội, có được mái ấm gia đình, có được nhà cửa. Hồi xưa là họ phải có nhà cửa cho con cái đàng hoàng rồi họ mới dựng gả vợ chồng. Thời này sao? Thời này là họ chưa có sự nghiệp, họ muốn đến cái chuyện có gia đình, và họ muốn đến cái chuyện là sanh con đẻ cái, cho nên kinh tế họ bị thất bại. Không, đầu óc họ không còn để vô để làm kinh tế nữa. Nếu mà nhờ vào cái phước cha mẹ có tiền của hồi môn thì họ cũng phá sạch. Bây giờ họ không có khả năng để làm lên được cái kinh tế từ nơi mồ hôi nước mắt bàn tay của họ. Cho nên cha mẹ nếu mà để lại cho con cái phải nói họ tự lập, không nương. Có một cô Phật tử Sài Gòn có nói: mẹ bây giờ không làm gì được, mẹ chỉ tu vãng sanh, con phải tự lực. Bé này giỏi, bé này nó dạy tiếng Nhật, và hàng ngày nó làm có tiền và về lo cho cha mẹ, và không có chồng, quyết định là đời này không có chồng và theo mẹ, và lên trên tỉnh thất về sau niệm Phật vãng sanh, và có thể dạy qua mạng. Bé này giỏi, thì nhờ bà mẹ răng đe, biết con phải tự lập. Lớp 12 rồi bắt đầu nó cũng phải đi tìm, rồi vô đại học nó cũng dạy học, đến bây giờ nó vẫn dạy học, tự nó sống, bắt đầu là nó có cái khả năng của nó, không nương vào cha mẹ nhiều. Bản thân chúng tôi lúc trước đi tu còn nhỏ, thầy chúng tôi cũng phải nói như vậy: con phải gì, phải tự lực và đứng lên bằng đôi chân bàn tay khối óc của mình, và làm sao đó để được bền bỉ lâu dài thì phải tích thiện, bỏ ác tu thiện. Đó là cái điều gì? Thì như vậy hôm nay mình thấy về cái việc mà chúng ta muốn nói đó, con người đã muốn hoàn thiện nó quan trọng nơi tiên thiên. Tiên thiên là gì? Lắng nghe câu này. Tiên thiên là gì? Tiên thiên là cái việc mà giúp cho mình trước khi sanh ra. Mẹ mình là người hiền mẫu là tiên thiên. Cha mình là một người trinh tiết, một người có đạo hạnh, đạo đức. Và cha mình là một con người ít ham dục sự, tinh không loạn. Cho nên con tinh trùng đó khi bắt đầu nó hình thành cái tâm thức vào trong đó, nó quá đầy đủ sức khỏe. Ấn Tổ mới nói nếu người đó là đàn ông ham dục sự, thường ăn nằm, dẫu cho là vợ hay là ngoại tình gì đó, thì cái tinh lực bị loãng, sanh ra con cái yếu ớt, dòng nối bị tiệt, dòng nồi giống bị tiệt diệt. Trời, coi cái bộ sách này ngài nói hay lắm, đầy đủ hết trong đó luôn. Như vậy cái người lúc mà bắt đầu vào trong thai, nếu người đó là một người có tài, có phước, có trí rất tốt trong đời trước, nhưng mà vào trong đời này gặp cha mẹ không có bảo dưỡng tiên thiên cho họ. Tiên thiên có hai mặt. Mặt về vật chất, người mẹ phải ăn chay để cho máu huyết được tinh sạch, vì người con phải hấp thụ cái bẩm thụ của máu huyết của mẹ. Và người cha này phải giữ tinh lực cho tốt, để cho cái tinh trùng đó nó có thể là một con tinh trùng tốt cho đứa bé sanh ra, gọi là tiên thiên tinh cha huyết mẹ. Tinh thiên và tinh thần, người mẹ này phải ôn hòa nhã nhặn, phải thương kính người, thương vật. Tiên thiên của người mẹ này là phải có hiếu để trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ, thành một người hiền nữ. Tiên thiên của người chồng là có trách nhiệm, bổn phận, lo lắng, và một người rất là trung thủy, không có ngoại tình, không có làm chuyện sai trái. Thì người con này hấp thụ cái tiên thiên về tinh thần và vật chất. Vật chất là vật lý, và là cơ, có hình tướng, đó là tinh cha huyết mẹ, là tiên thiên. Chỗ này Ấn Tổ giảng rất kỹ và chúng tôi nói rộng quý vị hiểu. Và tiên thiên của tinh thần là hai người này có đạo đức, nói chung là tâm tốt. Thì bây giờ họ mới nghe, bây giờ họ mới biết, thì bây giờ ngay bây giờ họ phải làm gì? Họ phải niệm Phật, ăn chay, tu hành để hấp thụ cái thai đó cho một cái thai tốt. Mình thì sao? Bác sĩ nói phải ăn con này con nọ, chích thuốc để dưỡng thai. Tim thai bị yếu rồi. Có một cô đó,
làm bên bộ công an. Con của chú Tuấn, chú Tuấn này cũng là bộ công an từ Hà Nội vô thăm chúng tôi đúng 3 lần. Đứa con khi lập gia đình rồi bị thai, tim thai nó hư 1-2 lần vậy đó. Sau đó rồi cô nghe chúng tôi giảng xong là bắt đầu cô phóng sanh, cô ăn chay, cô làm phước. Thì cái tim thai thứ 3 bắt đầu đậu tốt. Và cô tin tưởng cái việc mà phóng sanh, ăn chay, làm phước lành. Còn lúc trước chích nhiều loại thuốc và bác sĩ nói đủ kiểu, ăn mặn, ăn đủ thứ hết trơn, không giữ được tim thai. Đây là cái việc của các vị ngài biết trước, các vị Bồ Tát Thánh Hiền họ biết trước, họ nói cái chuyện tiên thiên. Còn hậu thiên khi sanh nó ra rồi đó thì phải dạy cho nó trong cái lúc 1000 ngày là 3 năm, phải dạy cho triệt để thiệt tốt, và mỗi cử chỉ hành động của mình đều là phải một người hiền thiện. Thì bắt đầu nó hấp thụ tiên thiên và hậu thiên, và bắt đầu bước vào trường đời, phải cho nó học lời giáo dục của Thánh Tiên Hiền 3 đến 5 năm. Nó ra ngoài đời để nó thấy những chuyện sai trái, bạn bè nó không dám làm. Đi thưa về trình, dạy tất cả những cái gì trong lời dạy khổ Thánh Tiên Hiền, bắt đầu nó trở thành một con người gọi là thành nhân chi mỹ, đầy đủ tài đức. Dễ không? Khó, cực kỳ khó tìm con người này. Họ có tài thôi, rất giỏi luôn, cha mẹ đầu tư và họ có bẩm thụ cái nhân đời trước, họ rất giỏi, nhưng mà trở thành người gian ác, qua quét bao nhiêu mở màn của thiên hạ. Người ta có khổ, có đói gì chết thì chết đi, không có quan tâm ngó màng thôi. Đó là con người gì? Có tài mà không có đức là đếp, là người tiểu nhân, là người hạ ngu bất tiếu. Còn đức thắng tài đó là kẻ quân tử, là người quân tử, là người này siêu quần bạc tụy. Nhớ 2 chữ tiên thiên và hậu thiên này, coi lại trong sách trả kỹ. Ấn Tổ khai thị lắng nghe. Chỗ này quý vị có nhiều người chưa có thuần và chưa có nghe thấy thích thú. Hầu như là một số người theo dõi chúng tôi hơn 2 tháng nay, họ đã có một cái quan điểm thay đổi và họ thích những điều chúng tôi nói, bởi vì đồng với tần số họ. Tuy rằng họ làm chưa được, có những người họ nghe chúng tôi họ ăn chay trường chưa được, nhưng mà họ biết rằng là họ giảm từ từ. Có những người họ nghe chúng tôi họ vẫn bất hiếu với cha mẹ họ, nhưng mà họ biết họ sẽ làm được, cho nên họ đeo đuổi họ nghe. Và có những người họ biết là họ chưa tu được, họ đang còn vật lộn với cuộc sống, nhưng mà họ nói tương lai họ sẽ nghe, họ sẽ tu được. Bây giờ họ đang nghe chúng tôi nói, họ thấy là đúng lý. Mà chúng tôi nói hồi nãy giờ quý vị là toàn bộ là không phải là ước đoán suy lường của tự thân đâu, mà lấy lời của Phật Bồ Tát, nhất là trong bộ văn sao. Lắng nghe. Giữ thân tiết dục để vun bồi tiên thiên, nếu chẳng biết tiết dục thì tinh khí bạc nhược, ắt khó được thụ thai. Còn trẻ, Ấn Tổ nói, tuổi trẻ bắt đầu 15-17 tuổi, không giữ thân mình được và thủ dâm để cho tinh lực bị hao tổn, đó là con dao giết con người nhanh nhất. Và những đứa trẻ này mất hết khả năng của thông minh và tài giỏi, bởi vì tinh lực đã bị hao tổn, là cái quý nhất trong cơ thể nó đã là làm cho không giữ được nữa, cho nên nó con người trở thành hạ ngu bất tiếu. Đến khi lập gia đình không có giữ cũng là không có thể mà đậu thai được. Dẫu có thọ thai ắt khó thành người. Người ta chết ở trong đó, yếu quá, tinh trùng là yếu quá. Dẫu được thành người nhưng vì tiên thiên chẳng đủ, chắc chắn sẽ bấy bớt, đã không có thân lực mạnh mẽ, dũng mãnh, khỏe khoắn, mà cũng chẳng có tâm lực thông minh, mẫn tiệp, nhớ dai, chưa già đã si, chẳng nên làm nên cơm cháo gì. Cầu được đứa con như thế, dù Bồ Tát có thỏa nguyện, thì thật ra người cầu con vẫn phải phụ lòng Bồ Tát vậy. Cầu Bồ Tát Phật lực gia hộ mà không giữ được tiên thiên, không làm hiền thiện, cho nên Phật Bồ Tát vẫn cho là đứa con, nhưng nó là vẫn là bấy bớt, nó là người không nên cơm cháo gì. Kẻ hạ ngu bất tiếu sanh ra rồi bệnh hoạn èo ọt, nằm chỗ que que khóc. Không học lời Thánh Hiền thì làm sao biết đứa con khi mình sanh ra nó là tốt hay xấu. Đó, học vô cái là biết liền, mà đôi khi làm không được, không phải dễ. Thì cái việc mà hôm nay giáo dục gia đình chúng tôi nói vẫn chưa xong, bây giờ hết 1 tiếng đồng hồ rồi. Thì cái việc mà giáo dục gia đình thì chúng tôi vẫn nghe Tổ sư Ấn Quang tán thán 3 bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Từ.
và thái tử là vợ của Châu Văn Vương. Khi ổng lập được cái vương nghiệp nhà Châu là do người vợ, người mẹ và người bà nội và người trong trong ba bà Thái này giúp cho ổng để lập lên một cái cơ nghiệp của nhà Châu, đó là 800 năm, sanh ra 10 đứa con mà những đứa nào cũng siêu quần bạc tỷ hết, kế nghiệp cho ổng. Thì đây là cái sử liệu mà hồi trước giờ chúng ta cứ tìm, không biết Thái Khương là ai, Thái Nhậm là ai, Thái Tự là ai. Bây giờ có sử liệu và Ấn Tổ ca ngợi tán thán ba bà Thái này giúp cho ông này lập lên vương nghiệp nhà Châu bên Trung Quốc 800 năm từ người phụ nữ này. Mà chúng ta hay nói là bà Mai Nguyên ở trong cái bộ phim Vô Tình Ý mà Hòa Thượng Tịnh Không chọn ra cái bộ phim này để phổ biến khắp thế giới đó, thì bà Mai Nguyên này cũng xứng vai với ba bà Thái. Có những lúc ông Du Tịnh Ý là ông Lương Thần này, ông làm cho bà khổ cung cực luôn, đến nỗi mà cái gì bà nhắc cũng có chuyện đó xảy ra, coi hai đứa con ngang, ông không chịu, ông lo, ông đi viết ba cái bản để tranh với ông quan khác, với những người khác, nhà sập cây rầm chết hai đứa con, bà cũng bỏ qua, uống rượu về say xỉn, bà chỉ im lặng nửa tháng để bà trị thôi. Bỏ được cái tội uống rượu, bà bỏ qua hết tất cả những cái vấn đề. Bởi vì nghe cha nói một con người hoàn thiện là phải từ phàm phu xấu ác, mình phải uống nắng nó từ từ, giống như cái bột bỏ vô bánh, phải không? Cũng phải là từ từ bắt đầu là nó có sự đông kết trong đó, chứ không phải là một sớm một chiều. Bà nghe lời người cha và cha đã giáo dục tốt rồi thì bắt đầu bà làm được cái công việc gì? Nữ công gia chánh, công ngôn dung hạnh bà làm rất tốt. Công đó là gì? Công đó là nữ công gia chánh, là may vá, là nội trợ, là thay chồng dạy con, là học lời thánh hiền, cho chồng đi kiếm kinh tế, mình ở nhà lo cái chuyện này. Rồi cái chỗ cái đoạn mà ông Du Tình Ý ông nói là tôi nhờ Mai Nguyên rất nhiều, nhiều lúc tôi đi dạy học tôi thất bại về cái trường mà trường đời, thì có Mai Nguyên ở nhà may vá để kiếm qua ngày, sống cũng qua ngày. Hai người làm một công ty, bỏ con ở nhà, công ty sụp cái là lên đường luôn, tiêu hết đó. Có hai người Phật tử chúng tôi, tuy rằng nhìn thấy đi Mercedes nồ xe cổ ngon lành, toàn là vay không, con cái hư hỏng và sụp một cái bây giờ trốn chui trốn nhủi luôn. Ở trong trường đời nó bị trở ngại là con người mình không học lời thánh hiền, không học nhân quả, không học lời Phật dạy, cho nên có trở ngại. Quý vị coi kỹ lại điều này. Hôm nay một tiếng chưa là gì đâu, các bạn phải học 3.000 tiếng, không ít. Cả cuộc đời còn nhỏ, đến bây giờ chúng tôi mới gặp được bộ sách này, mà chúng tôi coi lại những vị thầy nung đúc cho chúng tôi cả một quá trình hơn 30 năm nay là lời thánh hiền không, hôm nay mới được là con người như vậy. Ấn Tổ nói con người học lời thánh hiền sát phàm trở thành cốt tiên. Cốt tiên đó là nói ví von thôi, chứ chuyển phàm thành thánh, chuyển thánh thành Phật chứ không phải tiên đâu. Tiên cõi trời không ăn nhầm gì đâu. Nghe dùng danh từ ví von đó, là sát phàm trở thành cốt tiên. Nếu mà không học lời thánh hiền thì sát phàm vẫn là sát phàm, rồi tâm phàm vẫn là tâm phàm, rồi chuyển từ tâm phàm xuống tâm súc sanh. Phàm là một con người phàm tình, phàm phu tục tử gian ác, trở thành súc sanh rất nhanh. Mà cái tội mà để trở thành súc sanh nhanh nhất là cái tội bất hiếu. Coi kỹ lại. Giờ thầy tánh đọc cái ba bà Thái cho quý vị nghe, hay cực kỳ hay luôn. Hôm nay gần như là quý vị đến đây gần như là một cái duyên, và mọi người nghe được điều này là chúng ta nói phước báu nhiều đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang trích trong Giáo dục gia đình. Tổ sư Ứng Quang khai thị Giáo dục gia đình nói đến ba bà Thái, Thái Khương, Thái Nhậm và Thái Tử. Con người sống trong thế gian dù thiện hay ác đều phải có người phụ trợ thì mới thành được như vậy. Dẫu là bậc thánh bổng sanh vẫn cần phải có hiền mẫu, hiền thế phụ trợ cho đạo đức của vị ấy, huống gì những kẻ kém hơn ơ. Do vậy Thái Nhậm dạy con từ lúc còn nằm trong thai, tức là thai giáo, nên sinh ra Văn Vương có thánh đức. Vì thế kinh thư khen người Văn Vương nêu gương đức hạnh từ vợ cho đến anh em, đức ấy lan truyền ra cả nước. Nhưng đấy mới chỉ là luồng theo phía Văn Vương, chứ nếu bằng về đức của bà Thái Tử thì cố nhiên đức ấy cũng phụ trợ cho đạo của Văn Vương.
như hai ngọn đèn chiếu lượng nhau, bèn càng thấy sáng sủa. Hai tay chữa lượng nhau thì mới được sạch sẽ. Bồ Tát thuận theo thế tục lời sanh, chẳng bày vẽ phong cách riêng, đối bình cấp thuốc, khiến cho ai nấy đều đúng được về nhà mới thôi. Hiện tại các phụ nữ trong chốn một đường đa phần lầm lạc sanh dị tâm, toàn nắm lấy chính quyền, chẳng biết tự giữ bốn phần giúp chồng dạy con, chính là thân bạn khiến thiên hạ thái bình. Bởi lẽ vương nghiệp nhà Châu bắt nguồn từ ba bà thái, ba bà thái Khương, thái Nhậm, thái Từ. Nhà Châu mở nước là do ba bà thái tạo lập nền tảng, văn vương thành thánh là nhờ thái giáo. Do vậy biết rằng thế gian không có bậc thánh, bậc hiền là do đời thiếu những người mẹ thánh hiền mà đến nổi. Nếu như bà mẹ nào cũng giống như ba bà thái, dù con họ chẳng thành vương quý, văn vương, châu công, cũng hiếm đứa làm bậy, danh hoa. Thế nhưng người đời chỉ biết yêu thương con cái, mặc tình nuông chiều thành thói, chẳng biết làm gương cho con. Đây chính là một điều đại bất hạnh của nước ta. Đời có hiền mẫu mới có hiền nhân. Các thánh mẫu đời xưa chú trọng thay giáo để ôn đúc bằng chất con cái ngay từ thời ban đầu, những mong tập thành, tập quen thành tánh. Thế gian gọi nữ nhân là thái thái là vì ba vị thánh nữ thái Khương, thái Nhậm, thái Từ, bà nào cũng giúp chồng dạy con, mở mang vương nghiệp 800 năm. Cho nên mới dùng chữ thái thái để gọi nữ nhân. Quán tối thượng nói, quyền chỉ quốc bình thiên hạ, nữ nhân nắm hơn quá nữa. Tối còn thường nói, dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc bình thiên hạ. Hàm ý tầm hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con. Thái Nhậm là mẹ, Thái Từ là vợ văn vương. Thái Từ hay chú văn mẫu không rõ năm sinh mất. Họ Từ xuất thân từ bộ tộc thời nhà Hạ gọi là Hủ Xương Thị, nay thuộc tỉnh Vĩ Nam, Thiểm Tây, Trung Quốc. Bà là chánh phi của Tây Bắc Hầu Cơ Xương và là mẹ của Chu Vũ Vương tức Cơ Phát, người sáng lập ra triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Tiểu sử: Tây Bá Cơ Xương gặp gỡ Thái Tử là Cáp Dương bên bờ sông Vị Thủy. Khi vừa gặp Thái Tử, Tây Bá Xương đã cảm mến vì nhan sắc của bà, lại nghe nói đến tiếng hiền, cần kiệm, sinh hoạt chi tiêu, giản dị và đức độ. Tây Bá Xương quyết định cưới Thái Tử về làm vợ. Do Vị Thủy không có cầu, Tây Bá Xương dùng các thuyền nhỏ nối liên tiếp nhau, tạo nên một chiếc cầu nổi, rồi thân qua bến cầu cầu hôn với Thái Tử. Trong kinh thi Thiên Quốc Phong Chu Nam Quang Sư có thuyết cho rằng bài thơ này mô tả chuyện tình giữa Tây Bá Xương và Thái Tử. Quang quang sư cô Tây Hà Chi Châu, yếu điệu tục nữ, quân tử hảo cầu. Thái Tử về nhà chồng ngưỡng mộ bậc tiền bối của họ Cơ là Thái Khương, vợ của Châu Thái Vương, Thái Nhậm tức vợ của Chu Vương Quý, ra sức chẳng lo việc nhà, giúp Tây Bá Xương nhiều việc trong đại. Về sau khi Vũ Vương phật chủ lên ngôi thiên tử lập ra nhà Chu, Tây Bá Xương trở thành văn vương, Thái Tử được tôn làm văn mẫu. Thái Tử cùng với Chu Văn Vương có 10 người con trai theo thứ tự là Bá Ấp Khảo, Chu Vũ Vương, Cơ Phát, Hoàng Thúc Tiên, Chu Công Đáng, Sai Thúc Đồ, Thúc Chấn Đạt, Thành Thúc Vũ, Hoắc Thúc Xương, Khang Thúc Phong, Đào Thúc Tái. Trong 10 anh em thì Cơ Phát và Cơ Đáng là hai người giỏi nhất, thường giúp Cơ Xương xử lý công việc. Sách Đại Nhã Thiên Văn Vương Chí Lập Tư Tề có nói về Thái Tử: Tư Tề Đại Nhậm Vũ Vương Chí Mẫu Tư Mị Chu Khương Kinh Thúc Chí Phụ Đại Tử Tự Huy Âm Tắc Bách Tư Nam. Thái Khương, Thái Nhậm và Thái Tử được học xưng là Tam Thái,
Hộ thiết vị sâu thường dùng cụm từ thái thái để gọi những phụ nữ cao tuổi có đức hạnh. Năm 690, Võ Tắc Thiên đăng cơ xưng làm hoàng đế, cái thủy cho thân mẫu thành Vân Định hoàng hậu, lăng gọi là Đức Lăng. Tổ sư Ứng Quang khai thị về giáo dục cho gia đình, thư ông và thư của Trần Huệ Cung đều nhận được cả, 12 đầu hương kính cũng nhận được rồi. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, ai nấy đều đã giữ thiện căn, do vì không có người đề xướng nên đến nỗi thiện căn chẳng thể phát sanh. Đáng tiếc thay, người đời cậu con chẳng biết trước hết phải đoạn dục, bảo dưỡng thân thể cho cường tráng, ngày ngày thường làm chuyện vợ chồng mà chưa chết, tức là may mắn quá đấy. Làm như vậy dẫu có sinh được con thì hoặc là nó chẳng thể sống thọ, hoặc yếu ớt không thể làm được gì, điều là vì chẳng biết phun bồi nơi căn bản vậy. Nếu vợ chồng ông tuân theo nghĩ này, chắc chắn sau này sẽ sinh được đứa con phước đức trí huệ, đừng nên vội vàng. Đoạn dục càng lâu càng tốt, hai vợ chồng phải cùng vì đại sự kế thừa tổ tông mà vẫn giữ điều răn này, chớ đừng chưa đầy 1-2 tháng liền muốn gần gũi. So với những kẻ chẳng tích dục tuy tốt hơn, nhưng vốn là thiên thiên chẳng đủ, đứa con quyết chẳng thể có thành tựu được. Bà nội của ông đã phát tâm niệm Phật, hãy nên thường nói với cụ về lợi ích niệm Phật vãng sanh. Nếu có thể làm cho hai vị tổ mẫu, tức là bà nội ruột và bà nội kế đều được vãng sanh, thì mới đáng gọi là chọn hết phận làm con. Nay đặt phong danh cho bà nội ông là Đức Thuần, nghĩa là tâm tu trì tinh nghiệm thuận thành, chuyên dốc khẩn thiết mong cầu. Phong danh của bà nội kế là Đức Định, nghĩa là nhất tâm niệm Phật quyết định cầu sanh, chọn chẳng ngờ vật hay biến nhát. Vợ ông phong danh là Huệ An, nghĩa là nhất tâm cầu sanh về thế giới cực lạc, tự lợi lợi tha. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong văn sau. Cuối tháng tôi sẽ gửi một bức thư trả lời khóc, ở đây không nói nhiều. Bà nội ông tâm tha thiết mong có chắc, tôi dạy ông bằng cách nếu vợ chồng ông có thể hành theo đó, chắc chắn sẽ sinh được đứa con có phước, sống thọ, thông minh, trí huệ. Một là vợ chồng hàng ngày thường lễ bái trì niệm tín hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hai là phải giữ lòng từ thiện, làm chuyện lợi người, giúp vật cho nhiều. Ba là vợ chồng bốn người ở riêng một phòng, đoạn tuyệt chuyện ăn nằm, đợi đến khi thân thể đã được bảo dưỡng mạnh khỏe, chờ cho vợ sạch kinh xong, vào đêm trời trong khi rằng sẽ ở với nhau một đêm, ắt sẽ thụ thai. Từ đấy mỗi người vẫn ở riêng một phòng, đừng ngủ chung với nhau nữa. Do niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nên đứa con ấy ắt có thiện công, ắt có thiện căn, thông minh trí huệ. Do giữ lòng từ thiện, thường làm những chuyện cứu giúp nên đứa con ấy ắt thọ. Do thân thể được dưỡng cho khỏe mạnh nên thân thể đứa con ắt được mạnh mẽ. Do vừa thụ thai chẳng ở chung phòng nữa, đứa con ấy vĩnh viễn không bị thai độc và ghẻ chóc lên sợi, vân vân. Đấy là đạo cầu con ắt được. Nếu hằng ngày ngủ chung với vợ, thường cùng ăn nằm, chắc sẽ đến nỗi mất mạng. Dẫu có sinh con, chắc khó trưởng thành, không làm gì được. Bởi lẽ tiên thiên chẳng đủ, tinh thần lẫn tài trí đều chẳng sung túc. Người đời chẳng hiểu rõ lý này, ắt sẽ nghĩ thường chung đụng với vợ, để được sinh con lầm lẫn quá lớn. Xin hãy đem nghĩ này nói với bà nội của ông, ngõ hồ hơn 1 năm sau sẽ sinh được con vậy. Lại nói dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đấy là ý nghĩa bậc nhất. Vì thế tổng pháp đầu tiên để dưỡng thai là phải kiêng ăn nằm. Thiền sách ấy ghi, hễ vợ có thai rồi thì phải hết sức kiêng ăn nằm,
Đó là lý do vì sao người xưa hễ có thai bèn ở phòng khác chẳng ngủ chung với nhau nữa, vì sợ dấy lên dục niệm. Nói chung, trước khi thai được 3 tháng mà phạm chuyện cấm kỵ ấy thì do dục niệm dấy lên, tử cung lại bị mở ra, rất dễ bị nguy cơ chảy máu đồng thai. Sau khi thai đã được 3 tháng mà phạm lỗi ấy thì bụng thai sẽ dày khó sanh. Phải biết rằng lưỡi dục làm tổn thương thai đến nỗi những chất nhơ bẩn lắm đồng. Hơn nữa, những đứa nhỏ thân thể có chất nhơ màu trắng, đậu mùa, gãy chốc, khó chưa lành được đều là vì cha mẹ chẳng cẩn thận. Đây chính là điều có quan hệ lớn lao lúc mới thọ thai vậy. Sanh con không khó, dạy con rất khó. Rất nhiều kẻ chẳng hiểu việc, không có con bèn cầu Bồ Tát, đến khi có con chỉ biết quý báu. Do đấy đứa thành hàng hư hỏng nhiều lắm. Ví như trồng lúa chỉ biết tìm hạt giống tốt và ươm cho đến mà rồi thôi. Tất cả những chuyện chỉ có dài, bón, tưới, vân vân đều nhất lọt chẳng ngó ngàng tới. Giống lúa ấy tuy tốt còn bọn chi thấu hoạt được chăng? Như quan hiểu biết, đến 99% những kẻ không con và trong con đều là loại kết quả này. Chỉ có mình cha của Diêm Đăng Sơ là người thương yêu con bậc nhất từ xưa đến nay. Cho nên nhờ các vị hương thân chứng thượng kiềm cặp khiến cho con ông được bổ vào viện Hàn Lâm rồi làm quan to. Ông dạy con nghiêm ngặt cũng là thiên hạ xưa nay chưa hề có. Một mặt vun bồi đức hạnh, một mặt tận lực dạy dỗ. Nguyên do là vì yêu thương có thật sự. Lòng yêu thương của những kẻ khác thường là còn tệ hơn giết con. Bởi giết con thì chỉ một người chết. Đứa con không dạy dỗ sẽ chẳng nghiệp gì không làm, vĩnh viễn đòi trong tâm đồ ác đạo. So với nỗi thầm khóc của một lần chết nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Quan thường nói dạy con là căn bản để trị quốc bình thiên hạ, nhưng dạy con gái càng cần thiết hơn. Do có người được thành chánh kiến hay chăng, quá nữa là do mẹ được ôn đúc, quá nữa là do được mẹ ôn đúc giáo hóa từ lúc mới hiểu biết cho đến lúc trưởng thành. Đạo nghĩa đức hạnh là căn bản của con người. Từ thuở bé đã dạy nó nổi theo pháp tắc thì khi lớn lên sẽ tự chẳng chém vượt ngỗ nghịch, cũng như có đủ mọi hành vi xấu hèn. Nhà nào muốn hướng thành thì giáo huấn nhà ấy ắt phải nghiêm ngặt từ đầu. Nhà nào muốn lụng bài ắt giáo huấn nhà ấy phải suy đồi bế phỏ phế bỏ ngay từ đầu. Muốn con em thành người thì phải bắt đầu từ hành vi của chính mình có phép tắc làm gương cho con em. Đấy là lý nhất định. Này muốn khởi sự từ chỗ bất việc bớt tốn sức, nên lấy nhân quả báo ứng làm câu đầu tiên để bắt đầu, khiến cho tập quen thành tấm, ngõ hầu sau này chẳng đến nỗi phạm phải sai sót lớn. Đấy chính là diệu pháp bậc nhất để yên đời, làm cho dân đương thiện, tề gia dạy con. Dạ, thưa đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi quý những cái lá thư này là chúng tôi rất kém may mắn, sinh trong một gia đình rất là nghèo thiếu, khổ cùng, không được dạy dỗ lời của Thánh Tiên Hiền. Thơ còn bé đi vào học, thầy chỉ dạy kinh nghiệm sống của thầy, chứ cũng không được những cái loại sách mẫu mực mà nhiều các vị Bồ Tát Thánh Hiền tán thán. Rồi lầm mò tự bươn chải, nhiều cái đắng cay khổ cực, gặp gờn lên bờ xuống ruộng, gặp nhiều chướng ngại. Hôm nay sợ anh em huynh đệ rồi, các cụ tuy rằng lớn rồi nhưng mà không được sự giáo dục của Thánh Tiên Hiền, dẫu cho mình là người
giỏi gì đi nữa vẫn là công danh cử nghiệp ngoài đời, chưa chạm đến lời thánh hiền vẫn vấp ngã. Nên lòng dạ của chúng tôi đem lòng ngu thành của mình, đem những lá thư của ấn tổ và một số những cái sách Thái Thượng Cầm Yến Thiên, An Sĩ Tồn Thư, một số những cái sách mà tổ sư Ấn Quang giới thiệu, để mong rằng những người nào có nhân duyên căn lành để chạm đến cái lời giáo dục này không muộn đâu. Tuy rằng mình 70-80 tuổi cũng phải học, học không muộn. Lời thánh hiền chạm đến tâm của mình thì nó rất nhanh để thay đổi, cải tạo, quy chánh, bỏ ác lầm lầm, phá mê, phai ngộ, liều khổ, liều vui, rất nhanh, trong 3 năm, không lâu. Thay vì học trường đời 24 năm, 27 năm ra cử nghiệp tiến sĩ, bác sĩ, cái này chúng ta nói quý vị, có người dạy quý học đàng hoàng, quý vị học đàng hoàng 3 năm có sự thay đổi. Ông Vô Tình Ý Công, ông thay đổi được, mình thay đổi được. Và ông kém may mắn không gặp được những lời của Tổ sư Ấn Quang, chỉ gặp được những lời của Thánh Tiên Hiền và Táo Thần đến để chỉ cho ông. Nhưng ông này có căn khí hơn mình. Mình không có căn khí bằng ổng. Mình gặp rất nhiều những lời của Thánh Tiên Hiền, của Phật Bồ Tát, nhưng mà mình thấy đây là giấy cũ, giấy nát, mà không quan tâm lắm, và chỉ kiếm tiền, cuộc sống tương đối ổn định là được, chứ không nghĩ đến cái tương lai cho con cháu và mình đọa lạc đi đâu. Đó là phàm phu chúng ta. Vậy chúng tôi mong cho mọi người cố gắng phải học, học những điều này, biết những điều gì đó mình chia sẻ. Tuy rằng chưa đắc đạo, chưa vãng sanh, nhưng mà lấy nhân quả dạy cho họ thì lợi mình, lợi người viên mãn luôn. Thì cái việc mà sở dĩ con người mình nó khó chuyển tâm phàm là do mình không biết cái cách để mà dụng cái tâm. Nếu mà biết cái cách để dụng cái tâm, một mặt là mình niệm danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, niệm thần chú Đại Bi, một mặt là ngăn cách vật dục, chịu ngăn cách. Khi mà mình đến một gia đình đó, bắt đầu mình xem thử coi nhân cách của một người bạn trai, ngăn cách của một cái người mình đeo đuổi là bạn gái đó, thực sự họ là tốt với cha mẹ họ không? Tốt không những là làm cho cha mẹ về ăn no đầy đủ, mà tốt đó là hiếu kính, bưng trà, rót nước, dâng cơm, nấu nước. Đó là điều mà hôm nay chúng tôi nói. Vì sao mà ông Châu Văn Vương này ổng gặp được Thái Tử? Bây giờ Thái Nhậm là người mẹ đẻ ra một người hiền, cho nên phải gặp một người vợ hiền chứ. Hiền lương phải gặp người hiền lương. Người ác sẽ gặp người ác, người xấu sẽ gặp người xấu. Đó là nguyên tắc của đồng thanh tương ứng, đồng khử tương cầu. Quý vị công nhận điều này không? Sao mà mình cứ bắt ông chồng mình, cứ bắt người khác sửa mà mình không sửa? Mình sửa là con người thiệt sự hoàn hảo là tốt, hoàn hảo là tốt thì họ theo mình ngay, chắc chắn là như vậy. Bây giờ hiện tại họ chưa thay đổi được, họ vẫn là người tứ đổ tường, họ đi chơi, mình ở nhà hết lòng, họ về họ say rượu một cái cũng mang khăn mang đồ ra cho họ ói, rồi phải lo cháo đồ cho họ đàng hoàng chứ. Ông lương thần vô đô Mai Nguyên, ông xỉn, ông say, ông la, ông rùng. Đến đây Mai Nguyên, đây, Bà im lặng nửa tháng, ông này sản hồn kinh. Cho nên cái nguyên tắc mà hồi nãy giờ chúng tôi nói, nó tóm gọn lại một cái, đó là học được Phật Pháp và tin Phật, niệm câu Phật hiệu, chuyển nghiệp rất nhanh. Thứ hai là phải học lời thánh hiền để lập trường cho vững. Thứ ba đó là phải đoạn ác tu thiện, nhất là cái việc sát sanh, ăn thịt chúng sanh, tàn khốc, bỏ ăn nhiều ít và phải bỏ. Thứ hai đó là cái chuyện vợ chồng cũng phải kiên kỵ, giống như ông Tổ nói. Và cái chuyện trộm cắp nó vi tế, chứ không phải đi ăn cướp của giết người đâu. Lợi dụng thời gian đi làm công ty không đúng giờ cũng phải là ăn cắp, phải đơn giản đó. Cái điều này nói có nhiều người khó nghe, Phật Pháp khó nghe, nhưng mình nghe được là đâu phải đơn giản đâu, thiện căn sâu dày lắm mới nghe được. Thì cái chuyện mà tu hành này, hôm qua chúng tôi nói định đọc cái lá thư này mà nó hết giờ, mai sẽ đọc quý vị theo cái giờ này, thì có đọc cái điều mà Ấn Tổ trả lời và nói với Ngài Đại Nhàn. Tôi dùng cái cánh hít vô sâu và thở ra một câu Phật hiệu, dùng hơi thở để làm sâu chuỗi, giữ câu Phật hiệu, vừa là khí lực nó khỏe, vừa là tâm lực mình an trụ vô
cái câu Phật hiệu, thì người này khí lực có. Hồi trước giờ mình hít ngắn đúng không? Hít ngắn là tuổi thọ sẽ ngắn. Hít sâu dài, sâu vô thì tuổi thọ sẽ dài. Cái đó là cái cách dụng công của Tổ sư Ấn Quang, là dùng hơi thở để tâm không tán loạn, dùng hơi thở để nhiếp câu Phật hiệu để tiêu nghiệp. Phật dạy rồi, nếu dùng hơi thở thì tâm người này không tán loạn. Nên thành ra là cuộc đời chúng tôi thì thực sự mà nói thưa quý vị là trong chiên lắm. Hôm nay có được cái khu chiên tu, bao nhiêu anh em huynh đệ các cụ ở đây là chúng tôi trả cái giá đắt. Những ngày chúng tôi ngồi nói chuyện đây là những bài học. Nhiều lúc không khóc thôi chứ mà lưng tròng nước mắt. Nhớ lại thời thơ ấu, bắt đầu ấu niên xuất gia cho đến vào trường học cho đến bây giờ. Trải không biết bao nhiêu là cái sự chướng ngại, vì ít có người nhắc nhở mình. Đã thọ tỳ kheo rồi, đã là người mà đi học rồi, thuyết pháp rồi, không ai nhắc nhở. Khi gặp Bộ Văn Sao mới thấy Bộ Văn Sao nhắc nhở mình. Chúng tôi bèn giật mình tỉnh ngộ, gieo tấm lòng thành, sám hối không kịp, và mong anh em huynh đệ phải chấp hành nội quy và cố gắng tu hành cho nó tốt. Cái việc mà chúng tôi thưa quý vị đó là thực sự mà nói thì chúng tôi ở trong những ngôi chùa có những vị thầy rất liêu lỏng, những vị thầy trụ trì thả lỏng, chúng có thể đi cúng, chúng tôi được biết chúng có thể đi cúng và đi ra bên ngoài để cúng, xong rồi liên lạc điện thoại với những người nhà của những người đám cúng đó, những người trẻ đó, rồi có nhiều cái vấn đề tệ xấu xảy ra. Rồi chưa nói cái chuyện là họ đi ra ngoài đi học rồi họ chưa về, học trường Phật học chưa về, bắt đầu đi ra quán cà phê này nọ, quán cà phê này cà phê nọ, rồi có nhiều lúc mặc đồ đời, đội tóc giả vô để đi nữa. Hôm nay chúng tôi không phải là bôi bác cái chuyện tu sĩ mà không nói tên ai, mà cái này là có. Cho nên Tổ Ấn Quang ngài không giọng dám giọng người xuất gia nhiều. Nói như vậy để Phật tử hết sức thận trọng tu sĩ bây giờ, và biết người nào thực sự nơi nào đó họ chăm tu, họ ở chỗ nào đó là họ nhiễm thế tục quá nặng. Cho nên chúng tôi có một lần năm 2007 vừa mở pháp hội đi xuống ở dưới Sài Gòn học cái kiểu quay phim. Thì anh Dũng này ảnh là quay phim đám cưới, ảnh rất là giỏi. Thì chúng tôi tới học cái cách để mà dựng phim. Bởi vì mình chưa biết cách dựng phim cho nên là sao? Đang ngồi giảng mà quay cái cảnh người dưới đi kinh hành với lễ Phật không à? Ông nói trời ơi, ông dựng cái kiểu gì mà đám ma rồi ông mở nhạc đám cưới trong này không? Người ta đang đám cưới vui ông trời ông mở. Mà cái nhạc đám ma trong đó ông làm nó chéo que. Đang giảng người ta phải ngồi dưới đó nghe chứ ai mà ông chơi ông làm cho đi kinh hành lễ Phật tùm lum hết, người ta đâu có chú tâm được. Cứ tôi đâu biết, tôi nghĩ vậy là đẹp. Cái đó đẹp gì, đó đẹp gì. Ông ấy dạy, xong rồi ông dạy cách để dựng phim, xong tối ghé ông chở đi chơi chọc dưới Sài Gòn mà. Thì kêu thôi anh em, anh cũng lớn tuổi hơn, cái thôi thì tôi với thầy đi vòng một vòng có chỗ nào đó ngồi chơi giải mát một chút xíu, chứ học này nó cũng căng thẳng lắm, dựng phim rồi căng thẳng. Cái ở đây đấy, anh chở đi vòng, lúc đó có ông cụ ở nhà thì chưa có đông, có bốn bà già. Anh chở đi vòng vô quán cà phê. Trời, vô cà phê mù, trời ơi sao không chở tôi vô đây, kỳ quá vậy. Cái tôi cũng quen uống ở đây rồi, kệ người ta làm sao kệ nó, tôi không kệ được đâu, thôi ông để chỗ nào nó sáng gì đâu mà cà phê mà mờ kỳ quá. Cái ông chở đi vòng mà vô đó tìm quá trời luôn, cũng không ra chập mới ra quán cà phê sáng một chút. Ông hỏi này được không, cũng không quen cái cảnh này lắm. Ông không sao đâu, cái ông nói không sao, cho tối tôi về tôi ngủ tôi thấy sao không. Ông ơi thôi bây giờ đi mua cà phê về nhà uống đi. Tôi không quen cái cảnh này, cái ông trở về. Thì thực sự với quý vị là đây là từ lời dạy của thầy chúng tôi. Đến cái chỗ vui chơi nhộn nhịp của thế tục, đến cái chỗ mà không hợp với người tu, đó là mất nhân cách của con người tu. Đúng không? Người cư sĩ bình thường thôi, không phải là người xuất gia, họ cũng không đến những cái chỗ xô bồ ồn ào, trai gái ngồi điện mờ, họ không có làm. Về chúng tôi nói ông chấp nhận. Cái thôi xin lỗi về sau không như vậy nữa, mua cà phê về nhà uống. Kêu tôi cũng không biết uống cà phê nữa. Uống nước trong mà trên núi đâu có cà phê mà uống, nghèo chết. Lúc đó nghèo không có tiền mua gạo mà cà phê đâu uống. Thì đó là một bài học của chúng tôi. Và hầu như là để kêu đến những cái chỗ nhộn nhịp vui chơi là không bao giờ. Thầy chúng tôi dạy kỹ. Và ghé nhà Phật tử thỉnh thoảng và đến bây giờ gần như là chúng tôi phải cự tiệc. Trong những ngày gần lại đây, thí dụ mình đến nhà của họ, dầu cho họ tu tốt đi, vài bữa còn họ xấu, kêu ông thầy ông vô ông dạy cho gia đình đã xấu. Rồi có nhiều người hỏi ổ vô nhà đó xong vô nhà người khác thiên vị cho có vấn đề gì. Nó nhiều thứ phức tạp khi một người tu sĩ bước ra bên ngoài.
hết sức là cẩn ngôn, cẩn hạnh và cẩn tâm, lời nói hết sức cẩn thận, tâm ý hết sức cẩn thận. Thì đó là cái điều mà chúng tôi nói Nam Môn Đà. Thôi giờ mình nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Giới hương định hương giữ hệ hương giải thoát giải thoát trì kiến hương quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha tát nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật này các loài chúng sanh từ đời vô thủy đến nay chúng sanh vô minh che lấp thanh tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân xuất sanh sống chết gửi trên giao thất, may thay hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng, chắc nhiều thời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật pháp. Vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy y Tam Bảo và sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dương trì tịnh thủy biến sai tầm thiền tánh không bắt đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên hóa diệm hóa hồng liễn nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát phụ tử thủy giả bắt công đức thị tại thiên dân thiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lo hoa tạng giới các trung vô sứ bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngại đẳng địch đàn tràng sái khô mộng nhi tác dương xương khí khé băng nhi thành tịnh đồ sợ bị đòn nội ngoại trung gian vô trừ quế thánh phạm ưu hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lô thủy năng linh nhất đích tiến thập phương tinh chuyên cấu hé tẩm quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đờ lã ni nam mô đại bi. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Bằng Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Bằng Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Án Ra Nát Na Ra Ra Dạ Dạ. Thế Thương Bát Ra Dạ Bồ Đề Nắng Đỏ Bà Dạ Ma Ha Nắng Đỏ Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ Án Thắng Bạc Ra Bạc Dạ Số Đăng Đà Đăng Tỏ Nam mô Thì Môn A Rì Dạ Bồ Lô Yến Đế Thắng Phật Ra Lăng Đà Bà Nam mô Na Ra Cẩn Trì A Rì Ma Ha Bạc Đa Sa Mê Thắng Bà Đạo dư bằng a thề dừng tháng bà tháng đa đoàn đồ đáng điện a ấn a mà lo e lo ga đế ga ra đế di e rì ma ha bồ đề tháng đỏ tháng bà ma ra ma e rì đà dừng mong đồ lô vàng xà gia đế ma ha và xà gia đế đà ra đề đề ni thân vọng ra gia giá ra mà qua ra một đề lệ ra xá lợi bằng xa và xâm và ra xá giao lô lô ma ra hô lô lô e thị ta ra thắng đệ thắng đệ tô 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 bồ đề già bồ đề già bồ đề già đề già na ra cẩn trì đề đề sáng ni na ba già ma na ta bà ha thắng đà già ta bà ha ma ha thắng đà già ta bà ha thắng đà du nghệ thắng bàn ra già ta bà ha ta bà ha thắng ra thân a mục cư gia ta bà ma ha thắng đà gia ta bà ha giả kiến ra thắng đà gia ta bà ha ba đà ma yến thắng đà gia ta bà ha ta bà ha ma bà lợi thắng yến ra gia ta bà ha nam mô án ra đát na ra ra gia gia nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra gia ta bà ha bạn đà dạ ta bà hán thắng điện đô bạn đà ra bạn đà dạ ta bà hán thắng điện đô bạn đà ra bạn đà dạ ta bà này các loài chúng sanh kia các người đã nhớ cho khi bồ tát xuất sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gồm chín quan ba tịnh sơ cùng nguyện thiên cầu vận thân tình độ chứng được ngôi bất thôi để độ từng chúa sinh nam mô tịnh độ phật bồ tát nam mô tịnh độ phật bồ tát bồ tát ma ha tát chúng sinh ở đây có bao nhiêu lắng tai nghe đây dừng điều gì rằng các người chứng lòng chừng tục lắm nên đời này chịu đấm sa
nguyện biết tu trì vì bao tội ác lại về mang thân. Lòng về dưỡng có đưa đường đâu, dù là về chứa lần sau, lưỡi về tên vẫn bóp câu thà bồi, tan bản bóng cùng hơi mua đồng, đúng đó dù kêu không ai thương, hồn còn vọng có đau ra sông nồi. Mấy sao giờ có vị thiền nhân, cứu cho người được thoát thân, đến đây lại được nhờ ơn phép mộ, vì người kịp hồi đầu quy vân, sống trong lòng quy pháp quy tâm. Thương tâm nhẹ nhàng, đầy các loài chúa sinh kia, cánh người xưa đã tạo, bao nhiêu điều tội lỗi, gốc là tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Này các loài chúng sinh, hôm nay các vị quy vâng lời tâm chúng tôn. Này các loài chúng sinh, hôm nay các vị quy vâng đi dùng chúng tôn. Này các loài chúng sinh, hôm nay các vị quy tăng chúng chúng tôn. Hôm nay các vị quy vừa không đọa địa ngục. Này các loài chúa sanh, hôm nay các vị quy vừa không đọa ngạ quỷ. Này các loài chúa sanh, hôm nay các vị quy tăng không đọa vãng sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đà Bảo Như Lai. Nam mô Bồ Tát Như Lai. Nam mô Di Sa Tự Như Lai. Nam mô Quán Thế Âm Tự Như Lai. Nam mô Lý Bố Như Lai. Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai. Đà Như Lai quy mạng lễ A Di Đà Phật. Vương Tây Thế Giới ăn lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh ở đưa từ bi tiếng độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô 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 Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sanh con đức thù tâm hạnh vô biên tâm vương giải hội hướng phụ nguyện bốn giới chư chúng sanh tâm vọng vô lượng quang Phật sát nguyện tiêu tăng chư trừ phiền não. Vô nguyện tội chúng ta tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tại vương tịnh độ chúng cụ phẩm liên hoa viên phụ mẫu hoa khai kiến vườn ngộ vô sanh. Nguyện chi từ công đức vô cùng bởi chúng thiên cả đang dự chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi tâm thinh cứu khổ cứu nạn lĩnh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Phục nguyện thượng chúc phần nhật tăng uy pháp luân thường chuyển vong điều vũ thuận quân thế gian an thiên hạ thái bình chúng sinh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức pháp thí ngày hôm nay, nguyện đem công đức
Phong sanh hồi hướng kỳ an cho chư vị Phật tử hiện diện và tất cả chúng sanh và những người bị dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu vẫn còn đang nhiễm bệnh. Và cầu an cho đoàn thị Oanh pháp danh Diệu Yên Lê Yến Ngọc pháp danh Diệu Bích đoàn Văn Thịnh đoàn Minh Khang. Cầu an cụ bà Phạm Thị Đáng pháp danh Diệu Âm Diệu Vân 93 tuổi đang nằm trong phòng trợ niệm thẳng tâm an lạc tật bệnh tiêu trừ bồ đề tâm kiên cố tự giác giác tha giác hạnh viên mãn. Xuân Đa Các Khánh Hà Bảo Bình An Thu Tống Tam Tai Đông Nghinh Bách Phúc Một Hầu Đắc Di Đà Thọ Ký Đệ Tử Chúng Con Nguyện Đem Công Đức Pháp Thí Phóng Sanh Này Hồi Hướng Cho Tất Cả Chúng Sanh Trên Toàn Cầu Đang Bị Chết Vì Dịch Bệnh COVID-19 và Hồi Hướng Cho Cụ Ông Lê Trí Toàn Pháp Danh Đức Thọ Hưởng Thọ 72 tuổi. Tại số nhà 99 Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cũng như cụ ông Tròn Khư pháp danh Tượng Chánh của bà Nguyễn Thị Ngài pháp danh Liên Vương, Nguyễn Thị Nghiệt pháp danh Bình An. Đặng đặng dư vị hương linh của quyền thất tổ thầm dì loại cô hồn ngà quỳ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị đặng đặng chư vị hưởng linh thay nhi thừa tư công đức này mà tóc xả mê đồ xíu sanh tịnh đồ. Phổ nguyện ân sư huấn dục phụ mẫu sanh thành đàn na tính thí tăng ít phước điền ẩm siêu dương thới. Pháp giới chung sanh tình dự vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật tự quy y Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca. Long vô thường từ quỷ y pháp xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tàng trì huệ như biển tự quy xin nguyện chúng sanh thân ly đại chúng tăng cả không ngài nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.